tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, lối mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đau bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm buổi nào hóa kiếp thân tôi để một mái vương hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Hát buổi nào hóa kiếp thân tôi để một mái tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm lang thang con người, chắc một chiều cũng chẳng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin nước mắt bụi nguội, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần nào, tiếng đồng nào gõ nhịp không nguôi. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không. Cảm ơn phần hỗ trợ của các bé chim bồ câu. Bay mất tiền mà các bé bong bóng nữa. Dạ, xin mời ban giám khảo sẽ cùng chia sẻ. Chị thích đồng ở cái bài cát bụi, rất là hay và tốt luôn. Em cất vào cái giọng cao luôn và em đầy đặn trong cái bài cát bụi, rất là hay. Còn nam em thì em đẹp và tốt nhất ở những cái nốt cao. Có một cái sự trùng hợp, chị cứ nghĩ mà chị nghĩ không thể nào dàn dựng được. Lúc đầu hai đứa lúc mà hát cái bài cát bụi thì ở đây khói lạnh nó tỏa dưới. Thế có một chú bồ câu đứng ở chính giữa. Ai ngờ một hồi nó tan tan lại có một con đi lên. Mà nó đứng đều với nhau, chị nói trời ơi, sao mà nó ngẫu nhiên mà nó đẹp dễ sợ luôn. Dạ em không biết tại sao tự nhiên nó đứng hai con. Ô nó đẹp mà nó tự nhiên mà nó đẹp như thế nào. Nói chung là hôm nay trở lại và thực sự đoàn rất là tốt. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Anh cũng bất ngờ mà. Cũng có một cái lạ gì sau khi mà hai người này thả một câu ra, bả bay ngang đầu anh dằn mặt. Hình như năm em định nói gì đó. Hai cái bài này em nghĩ nó muốn nát não luôn anh. Thì lúc mà chọn em chọn nát não. Tại vì anh Đồng không phải là chuyên về bolero. Giọng anh không thể nào hát những bài hát mà đặc thù của bolero. Cho nên là em phải chọn sao mà cho nó phù hợp, mà sao mà cho ảnh với em phải hay.
Nhưng mà tại vì cái tính em làm việc thiên về cảm xúc á, cho nên là nhiều khi em cũng làm cho mọi người khó chịu thiệt. Nhưng mà cái mục đích chính của em là chỉ để cho cái gì nó thăng hoa nhất đúng thời điểm thôi. Một mình nam em chọn hai cái bài này hả? Em phải làm việc với người đối tác của mình, hai người phải xé não ra. Lúc mà em tham gia chương trình này là em bị một cái năng lượng tiêu cực rất lớn, lớn kinh khủng khiếp, lớn tới nỗi mà ví dụ như có một người đứng kế bên em nhiều khi cũng bị ảnh hưởng chung á. Thì sau khi em vượt qua lên được á thì ảnh bắt đầu nản. Là thật ra là ảnh nhắn tin em là thôi mình bỏ cuộc đi. Thì nguyên buổi tối hôm đó là em dành hết, dùng hết công lực là để em tôi hiểu điều bạn nói. Khi tiêu cực á mà mình cho phép nó được lấn mình á thì lúc đó hơi khó chữa đấy. Hôm nay cũng chỉ là một buổi trình diễn nữa mà thôi. Cái nghề ca hát của các bạn còn dài. Và các bạn hát cho ai? Các bạn hát cho những khán giả nghe, chứ không phải là mình hát cho mình. Thế thành ra chú tâm đến cái việc mà chọn một bài hát cho thật là thích hợp. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn những nhận xét của giám khảo ạ. Một tràng pháo tay nữa cho Mạnh Đồng và Nam Em ạ. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi buồn thương nhớ ơi. Em hỡi đôi mình, mộng này đã tan, tình đã dở dàng. Em khóc những chiều, anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay, thôi hết sum vầy. Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thả dương gian đừng có chung mình. Lâu mất đi em duyên hết đêm dài, mãi bước xa ngàn, lòng tan nát tan, tình đã xa xa. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề, thương nhau làm chi. Nỗi buồn chua cay xa cách nhau rồi, thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề, thương nhau làm chi. Nỗi buồn chua cay khi mình chia tay. Là em sao Nam Em? Hay là lại là giấc mơ của anh? Nam Em, đúng là em rồi. Đúng là em của anh rồi. Em, anh nhớ em lắm. Mà tại sao
em lại vào được đây? Tại sao tay của em lại lạnh như vậy? Nam em, em sẽ kể anh nghe một câu chuyện nhé. Có một cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó và không được ở bên cạnh gia đình. Tới lúc cô trưởng thành thì ba của cô mất. Cô chưa bao giờ có một cảm xúc, một cảm giác yêu thương từ một người đàn ông. Sau đó cô ta gặp được một anh chàng rất là đẹp trai. Lúc đầu thì cô ta nói với lòng mình rằng là đừng bao giờ yêu nha, và tìm mọi cách để từ chối. Nhưng mà không hiểu tại sao, càng từ chối thì tình yêu càng sâu đậm. Cô gái đó đã dành hết những gì mà mình có thể làm được cho người đàn ông đó. Rồi một ngày đẹp trời, người ta dắt cô gái đó đi chơi. Sau rồi người ta nói là em về nhà đợi anh nha. Cô gái đó cũng đợi đó. Đợi từ ngày này qua ngày khác mà không thấy một tin nhắn, một cuộc điện thoại. Ngay cả sống chết mình cũng không biết người ấy có còn tồn tại hay không. Anh vẫn còn, anh vẫn còn đây mà. Là rời xa em, nhưng trái tim anh lúc nào cũng hướng về em cả. Hôm nay là ngày cuối cùng mình gặp nhau đó. Tất cả những ngày gặp em đều là ngày cuối cùng cả. Em chán vậy hả? Thì từ đó giờ em vẫn nói là anh chán mà. À, anh thật nhạt nhẽo. Cho miếng muối vô được không? Anh nhạt nhẽo lắm. Chỉ có tình cảm anh dành cho em là sâu đậm thôi. Em đừng đi. Đừng làm một bức ảnh trong tâm trí anh nữa được không? Anh nhớ em lắm. Và thưa quý vị, đó là Mạnh Đông và Nam Em. Xin mời nhạc sĩ Minh Vi sẽ có đôi lời. Đồng hát đoạn đầu của cái bài Tình Lỡ, lúc mà song ca thì Đồng bị chinh chút xíu. Khúc sau thì lại Nam Em cũng hơi chinh một xíu của bài sau. Hai bạn có tập với nhau không? Không có đúng không? Anh nghĩ là tới lúc đó, chỗ đó thì Nam Em nói thôi cứ để đó, em sẽ nói gì vậy đúng không? Thầy Đồng anh cứ ngồi nghe là tiếp. Tại vì tất cả các đội khác họ có cái người trợ diễn, và cái người trợ diễn hỗ trợ rất nhiều trong cái kịch bản của tụi em. Anh chỉ tiếc cái đó chút xíu thôi. Còn nếu như tụi em vẫn chơi luôn, tôi chơi tông lạnh, thì mình làm giống như tuần trước anh cái thuyền sen và một cái khói lạnh. Tụi em hát, lúc đó cái giọng hát tụi em được tôn vinh rất nhiều so với cái này. Thì vì cái thời gian mình dàn trải nhiều quá mà cái nội dung mình hơi mông lung nên hơi tiếc đó thôi. Chứ phần hát tụi em anh vẫn đánh giá là một cặp hát rất đẹp nha. Nhan sắc có, nhất là đứng kế bên Tính là nhan sắc tôn vinh rất là nhiều. Rồi, chúc mừng hai bạn. Trong tiết mục vừa rồi anh cảm nhận đó là đó là một cái câu chuyện. Cho đến lúc là Nam Em trong những cái sương khói và bước ra có những cái lời gọi là tự sự đó, thì trong cái tự sự anh chắc chắn luôn là em đang nói về mình trong đời thực.
đúng không? Phản đối. Phản đối. Phản đối hữu hiệu. Phản đối. Phản đối hữu hiệu. Không xâm phạm vào đời tư. Thực sự là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cảm xúc của người xem. À, vì sao anh hỏi như vậy? Bởi vì trong những cái dẫn dắt từ đầu Mạnh Đồng đi ra, và Mạnh Đồng hôm nay thực sự là một cái sự tiến bộ của Mạnh Đồng rất là nhiều về cái mặt diễn xuất. Những cái bước chân nặng nề và đầy ưu tư, thì anh vẫn đang tưởng tượng nam em đó là một cái linh hồn hay là một cái hình bóng từ hồi ức, từ quá khứ, hoặc trong một cái cõi âm nào đó trở về. Và anh hơi nổi da gà lúc mà Mạnh Đồng hỏi nam em mà nam em cứ lắc đầu và không có trả lời. Và đặc biệt là có một cái đoạn nam em đang đi nhẹ và đang diễn xuất với một tông lạnh, thì gạt tay vô chỗ cái ly nước để cho Mạnh Đồng ngồi. Rồi sau đó có một cái câu là anh hơi bị thiếu muối hay gì đó. Thì trong một cái mạch cảm xúc đó, nó đang lạnh, theo cái tông lạnh thì mình cứ theo một tông đi. Mình lại thêm những cái câu thoại đó vào, với lại thêm những cái động tác, mà tự nhiên em không còn là người trong tranh nữa. Đó, thì đó là vì sao anh hỏi là nó là đời thực hay là nó trong cõi mộng. Nó làm cho anh cảm thấy phân vân. Nhưng mà tổng thể của tiết mục thì thật sự là anh cũng thích cái ý tưởng này. Để cho em nói vài lời nhé. Tại vì sự kịch bản đầu tiên thì không nói nhiều vậy, không có liên quan gì đến cái đoạn mà lúc mà em với nam em ngồi nói chuyện cả. Em cũng đang lắng nghe, hôm nay sẽ lên này để nói những cái lời nào chân thật nhất với em. Em cũng ok, anh sẽ chiều theo em luôn. Em cũng hơi ngỡ ngàng nhưng mà em đang cố gắng cuốn theo câu chuyện của nam em. Và cái nhân vật của nam em khi mà thoại á, nó làm vỡ đi cái nhân vật trong cái trí tưởng của em. Nghĩa là nhân vật của em nghĩa là một người say rượu, nam em là một người trong cái cơn say của em thôi. Nhưng mà vô tình hôm nay nam em nói nhiều câu nó thật lòng quá ấy, cho nên người xem sẽ nghĩ là một người thật, không phải là người trong mộng. Cho em nói một câu. Em xin lỗi tất cả mọi người. Em cảm thấy em làm cái điều đó đúng hay sai mà em phải xin lỗi? Em có lỗi với anh Đồng rất là nhiều. Thật ra anh Đồng luôn hỗ trợ, luôn giúp em mọi thứ, và kêu em là đi tập này kia nọ này, nói chung là nhiều lắm. Nhưng mà cuộc sống em dạo này nó cũng giống như bài hát á, nó cứ ương ương dở dở, nó không đi tới đâu hết. Trinh nghĩ là Mạnh Đồng sẽ hiểu, và mình còn mong thấy được nam em và Mạnh Đồng còn đi xa hơn nữa trong cuộc thi này. Mong là nam em thật bình tĩnh và tập trung để lấy lại phong độ. Cảm ơn những nhận xét quý giá của ban giám khảo, và hy vọng là các bạn sẽ giữ tất cả những lời khuyên này và những cái tình cảm của giám khảo cũng như khán giả để tiếp tục làm động lực đi tiếp, đặc biệt là nam em nhé. Cố lên. Mang nhiều cái đắng
để làm duyên nụ cười. Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người, xin đừng e ấm làm tim em nào. Để làm duyên nụ cười. Tôi
xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người, xin đừng e ấm làm tim nghẹn ngào. Người ơi người, xin đừng e ấm làm nghẹn ngào. Thưa quý vị, đó là câu chuyện tình yêu rất là da diết và đầy cô đơn. Không biết là câu chuyện tình này có chạm vào trái tim của ca sĩ Cẩm Ly không ạ? Trời ơi, hai đứa gặp hai hoàn cảnh sao thảm. Lúc đầu chị thấy nam em không có sự tương tác với em, chị hơi thắc mắc. Nhưng mà sau đó em thoại câu đó thì chị hiểu, có nghĩa là à, tâm sự của tôi về cuộc tình đây, và đây tâm sự của riêng tôi. Và hai người sau này gặp như là hai cái người đồng cảm gặp nhau, nên là chị mới hiểu. Chị có lời khen với em, năm em lúc đầu em ra giọng em bị run rẩy rất là nhiều, có lẽ là mới, nhưng mà em đẹp ở những cái nốt cao, khi em đẩy nó ra thì nó lại chắc và nó đẹp hơn là ở những cái nốt thấp. Còn đồng thì có một cái giọng cũng trầm ấm. Tuy rằng hai cuộc tình là riêng biệt của mỗi người, nhưng khi gặp một cái người bạn cũng chia sẻ với mình như vậy, em tương tác một tí xíu hoặc em ngồi lâu như thế thì nếu mà em... Không phải. Hả? Hai người này có phải là bạn đâu. Không bạn, đúng rồi, không bạn. Tức là hai người là... Thì giống... không bạn làm sao mà chia sẻ được. Không, ý là em nói nếu mà không chia sẻ thì nam em phải diễn cái tâm lý của mình khi ngồi một mình nữa. Mình ngồi mình đợi á, hiểu không? Không. Ngồi mình đợi đây hơi khó cái, đấy. Đây là cái công viên. Hai đúng người rồi. Đi, hai người đi ra tập thể dục. Hai người này cũng quen với nhau hết. Không quen, xong, đúng rồi. Xong bà này bà ngồi bà than thở như vậy. Rồi ông này ông đi bộ rồi ông cũng than thở. Xong hai người thì nghe lén được nhau. Nói ủa của bà sao, của tôi sao đó mới ra vậy. Thì đó, không có quen. Thì em đâu nói quen nãy. Bởi vì nãy vậy đúng không Đồng? Thì biết thì không tương tác thì đúng rồi. Nếu không quen nhau thì không tương tác. Nhưng mà em phải giữ cái mạch cảm xúc của em, hiểu không? Dạ. Ok, chúc mừng tiết mục Đồng với lại. Được có một cái là cặp đẹp đôi quá, tiên đồng ngọc nữ. Đẹp quá, trời ơi. Anh nói luôn nha, thực sự là về hình thức thì anh thấy cũng giống như Quang Linh với Cẩm Ly thôi mà. Hai đứa mình đứng trên lầu thì cũng thế. Ta nhìn lên cũng thế cả. Thực ra là vừa rồi chiêu chị Cẩm Ly thôi. Anh thì lại có một cái khác chị Cẩm Ly ở chỗ là anh lại thích cái cách diễn của nam em. Có lẽ vì nam em là diễn viên cho nên cái cách mà khuôn mặt của nam em lạnh và ngồi thả hồn theo cái bài hát. Khi mà em ngồi em bạn kia hát và em nhìn bạn kia nhưng mà khuôn mặt em lạnh, khi mà em hát nốt thấp nốt cao thì mặt em cũng rất là lạnh. Tuy nhiên anh lại thích cái đó. Trong cái lạnh đấy không phải là theo cái cảm nhận của anh thì không phải là em thả lỏng, mà do là cái cách diễn của em nó như vậy thì nó đối lập hoàn toàn với bên Đồng. Khi đoạn nó tôi xin dâng tình yêu trọn đời thì Đồng lại là kiểu nhăng nheo cau có. Không, mình Đồng muốn, tan muốn, nát quá. Đấy, theo kiểu mà tan nát hết cả cõi lòng, ví dụ thế. Thì anh lại thích cái kiểu diễn của nam em. Tuy nhiên ở đây chị Ly nói cũng rất là đúng. Em diễn lạnh nhưng em vẫn phải cho khán giả thấy được cái sự kết chứ. Nối của hai em. Bởi vì dù muốn dù không thì hai em đang trình bày song ca. Cảm ơn phần lắng nghe của em rất nhiều. Xin cảm ơn phần nhận xét tinh tế của anh Văn Linh ạ. Nhắc đến trường phái mặt lạnh chắc phải kể đến đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Anh không. Thấy anh rất là ấm áp. Anh nghĩ là em nhầm rồi. Mặt đẹp trai thế xong lạnh đâu. Hôm nay gặp nam em trên sân khấu và thưởng thức nam em dưới một cái vai trò khác là vai trò ca sĩ. Trước đây thì nam em là top 8 của Hậu Trái Đất. Rồi... là diễn viên đóng phim cho nên là cổ lấn sân rất là nhiều. Cái giọng hát á, thực ra trước đây có nghe rồi, nhưng mà vào cái sân chơi này thì chắc chắn là nam em sẽ phải đầu tư nhiều hơn, cả về thời gian và cả tâm sức và cả những cái chiến lược sắp tới nữa. Rồi nam em khi mà kết hợp với Mạnh Đồng thì tôi phải đặt là cặp này là cặp nam vương và hoa hậu.
Anh cho một câu thơ đi. Hình như là có một cái câu gọi là trai anh hùng gái thuyền quyên đó. Có. Trong Nguyễn Du đó, đó là hai bạn đó, tức là rất là ngoại hình tuyệt vời quá rồi. Về phần hát thì các vị giám khảo đã nói, tuy nhiên thì anh có một cái góp ý về phần dàn dựng sân khấu. Đối với ký tưởng ngày hôm nay thì thực sự tôi hơi bị phân vân. Phân vân đầu tiên đó là nam em bước ra trong một cái trang phục như một beauty queen, như một nữ hoàng, rất là lộng lẫy. Nhưng mà trong một cái bối cảnh đó là chiếc ghế công viên, những cái ngọn đèn đường đó, thì tôi vẫn cứ suy nghĩ là ở đây có phải là một công viên không? Hay là nói như anh Quang Linh lúc nãy là hai người này đang chạy bộ tập thể dục thì cũng không phải. Vì tập thể dục trong công viên hay là hẹn hò trong công viên thì cũng không phải. Không phải, tại vì và... do Linh hay chạy thì... À. Anh Linh mỗi lần anh tập thể dục anh mặc đồ vậy đó anh Linh? Không có, mình tưởng tượng đấy. Anh mặc đồ sexy hơn, ngắn hơn. Đó thì hai em mặc hai cái bộ đồ thực sự quá sức là, anh dùng từ là lộng lẫy. Nó mang tính giống như hoàng gia vậy đó. Thì anh nghĩ là không cần những ngọn đèn đường này, không cần những chiếc ghế này, có thể một làn khói lạnh trong những cái hồi tưởng thôi thì nó sẽ hợp hơn. Thì anh hỏi ý tưởng của em làm gì, và hai bạn chỉ ra đứng hai bộ đồ như thế hát thôi, thì như vậy thì nó sẽ có một không có một cái bối cảnh gì hết, là không có một cái quy định cụ thể gì hết, và nhìn rất là trống trên sân khấu cho một tiết mục đầu tiên để chào sân của hai bạn. Nhìn qua nhìn lại chả có gì khác mà sang đẹp hơn được cái ghế với ba cái đèn. Tại anh Linh quy định em ấy nha, chứ nãy nếu coi cái phần LED, cái video không có chữ nào tôi ghi cái công viên trong hết trơn. Trời, thì đấy là tôi trừu tượng thế xong mọi anh người đó cái tự nhiên cái quy định là công viên. Nếu mà chiếu LED lại á là cái cảnh này nó vẫn là siêu thực. Sao mấy người này dễ tin thế? Không, cái anh bên kia anh tin kìa, anh ngoài kia anh tin kìa, chứ cái LED người ta quy định là cảnh siêu thực rất là đẹp. Xin cảm ơn những góp ý của ban giám khảo. Cảm ơn Nam Em và Mạnh Đồng. Em làm gì vậy? Em định bỏ tôi lại một mình mà đi sao? Em đi rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ để em một mình cô đơn đâu.
Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên mới. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Em hiểu giùm anh kia ước muốn giàu sang, bởi tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt Thiên Thu. Cuộc sống con người ngắn ngủi lắm, ai rồi cũng phải đến lúc chết. Hắc bạch vô thường tới đây. Các con đã sẵn sàng đi với chúng tôi chưa? Trời ơi sao tỉnh rồi. Vỗ tay lên mọi người ơi. Ngủ ngon không Nam em? Em ngủ lâu quá ngủ quên luôn. Đưa mà đi bệnh viện. Sao vậy, đưa đi bệnh viện làm chi? Tụt huyết áp rồi. Trời ơi bị tụt huyết áp hả? Trời ơi tội nghiệp. Nhảy xuống 1, 2. Cho mượn cánh tay xíu được không? Thôi em ngồi em đứng giữa cái giường đi. Giữa cái giường, giữa giường đi. À ngồi đi. Thôi tất cả cùng ngồi đi. Ngồi. Ngồi đi đừng đứng, anh nhục lắm. Anh Minh Sù em đây nằm không? Tiết mục này có hai người đẹp và hai người rất là cao cho nên thôi ngồi đi, đừng có đứng mất công anh Tính ảnh. Anh hơi buồn. Tính à. Em nói Tính nghe. Trên này thoáng đãng mát mẻ lắm, dưới nóng không? Ở trển thoáng lắm phải không? Đúng rồi. Tôi ở Dương Trần quen rồi. Lên trển đi nha. Cảm ơn hai bà với tiết mục đầu tư và trang hoàng rất là đẹp. Còn ba giám khảo thì sao? Chị Tư. Đang gặp vấn đề hả Nam em? Em phía trước của em là một bầu trời. Vậy đó hả? Em thấy mơ màng lắm. Bị hồi nào? À, em bị từ lúc mới vô đây là sức khỏe không tốt rồi. Nhưng mà em cố gắng diễn. Cố gắng hả? Tức dạ. Là cái kịch bản là em ngồi trên đó sẵn là sửa lại hay là... Dạ, kịch bản là ban đầu là chị em ngồi ở đây. À. Em chỉ có việc đứng hát thôi thì chị em mới có việc. Mọi thứ đã sắp xếp hết trơn rồi cho nên là em mới quyết định là thôi cho chị em đi. Bởi vì em nghĩ là em là một trụ cột của gia đình thì... em phải là người có trách nhiệm và em không thể nào làm ảnh hưởng tới những thành viên trong gia đình của em. Thật ra cái phần diễn này là cũng nhờ anh Vi. Anh mới lên, anh mới... Chữa cháy. Và đây là lần... giống như là lần đầu tiên em với anh Đồng hát một cái chữa cháy. Và không nghĩ là nó sẽ suôn sẻ tới như vậy. Cả em và cả ban nhạc và tất cả mọi thứ ở đây đều hòa quyện lại với nhau. Và em cảm thấy đó là một cái gì đó rất là may mắn. Và vâng, em cũng may mắn là mọi thứ nó đều diễn ra tốt đẹp. Ngoại trừ cái tụt huyết áp. Tại vui quá đó anh. Cái kịch bản chữa cháy này nó cũng giúp em một phần là nếu mà em tụt huyết áp em đứng ở đây em hát cũng hơi mệt đó. Thì em nghĩ là mọi thứ trong cuộc sống này đều có sự sắp xếp. Ok. Tâm linh đó. Ok, nói cái đó cũng đúng đó. Là cuối cùng là bà uống thuốc xong bà nằm bà ngủ giấc luôn. Ông này em hát xong bà mới tỉnh dậy. Cũng đỡ ha Nam em ha. Tất cả mọi thứ và hình ảnh hai đứa rất là đẹp luôn. Hôm nay Đồng hát với cái băng nhạc mà chỉ có về cái piano. Nó rất là dễ đưa ra những cái khuyết điểm giọng hát của mình. Em hát bài này là hát theo cái kiểu mà hát theo tự do tự sự. Nhưng cái tự do của mình rãi nó cũng phải nằm trong một cái khuôn khổ. Sự là ban nhạc hồi nãy giờ là cũng giúp tụi em rất là nhiều luôn á. Nhưng mà hôm nay chính vì vậy lại nghe được cái giọng của Đồng rất là ấm đầy và nó trầm lắm, rất là đẹp. Nam em thì em bắt lên cái câu đầu chị hết hồn, cao quá, cao dễ sợ luôn. Nhưng mà em sở trường của em lại là những nốt cao, càng nốt cao thì càng đẹp. Nhưng kịch bản thì chị hơi khó hiểu một tí xíu thôi. Tự tử phải không? Đồng chạy một cách hào hào ra. Là chị không hiểu cái tâm trạng
cái tình cảm của Đồng với Nam Em nó ở cái giai đoạn nào, nó ở như thế nào chị không hiểu. Tại vì em chạy giống như là hốt hoảng chạy ra, rồi sau tự nhiên em có cảm xúc gì với anh Nam Em á, chị không hiểu luôn. Sao không đợi tối về hỏi Minh Vi, tối về nhà hỏi. Không, em phải nói một cái đi rồi bà giám khảo bàn lại một lần cuối cùng. Em chỉ nói cái tình huống thôi. Thường thường cái bài này người ta sẽ hát theo cái kiểu là nhạc trữ tình, bolero, và không thể nào phối cái kiểu này được. Lần này đầu tiên là cũng nhờ ban nhạc. Và cái kịch bản đưa ra là cái người nằm ở trên cái giường á sẽ có vài cái tự sự về tình cảm chia cách, nó giống như kiểu Romeo Juliet á. Và Nam Anh sẽ là người ở trên đó để đánh lừa khán giả là Nam Em. Rồi Đồng ra, Đồng ngộ nhận là cô này đã chết và diễn giống như Romeo Juliet, và cùng Nam Em sẽ xuất hiện bên kia. Bước ra một cái sự một ngạc nhiên liền, vì lần đầu tiên mời được cả Nam Anh và Nam Em để vào cái kịch bản này. Thì đùng một cái cách đây 10 phút tôi nghe một thông tin là Nam Anh có việc, là tôi không lẽ bây giờ tiết mục lại bỏ để tôi phải chạy vào trong kia. Nên cái kịch bản này là chỉ trong vòng 3 phút để các bạn tự xử với nhau thôi. Còn ban nhạc là chân thành cảm ơn ban nhạc đã giúp một cái bài phối, giúp một cái bố cục hoàn toàn theo ngẫu hứng của hai bạn thí sinh. Đồng và Nam Em, hai người đều có giọng hát hay lắm. Cho nên anh nghĩ là trên ai hết, hai em phải tự cố. Anh nói như vậy bởi vì anh sẽ rất là tiếc với cái bài phối này. Nó đòi hỏi cái người đó phải tiết tấu giỏi. Và chính vì như vậy cho nên nguyên suốt cả cái bài hát ấy, anh bị sốt ruột. Bởi vì nó từ đầu tới đuôi nó không có cái điểm nhấn. Thì đấy là cái cách mà để anh nói hai em giọng hay rồi mà nó có màu rồi, mà có tình cảm. Mình cố với cái mình đã có, mình đang có, thì sao mình không cố. Dạ, tiếp theo ạ, xin mời anh Nhật Nam. Đúng là anh đã có nghe lời đồn về ý tưởng và anh cũng mong chờ lắm. Đến khi kết thúc á, thì Mạnh Đồng đi ra phía sau kia và cứ đứng, và anh hình dung là chắc cô Nam Anh sẽ núp ở phía sau đó và cổ sẽ mặc y một cái đầm trắng hoa này, và cổ sẽ từ từ trong cái làn khói sương cổ sẽ đứng dậy hay là cái gì đó. Anh tưởng tượng, nhưng mà đến cuối, đến khi em nằm hẳn, ủa sao cô đó vẫn chưa xuất hiện? Hơi buồn một chút xíu. Anh nghĩ là nếu như có Nam Anh và sức khỏe Nam Em hôm nay ổn thì cái tiết mục này với cái ý tưởng như mình đã nói nó sẽ rất là đặc sắc. Nhưng mà không sao, với cái sự ứng biến thì anh nghĩ rằng tiết mục vừa rồi cũng khá trọn vẹn. Còn Nam Em thì cái vai mình là cái cô gái đang bị trúng độc mà hát nữa. Tức là mình vận cái hoàn cảnh khó khăn của mình nó thành cái lợi thế để mình biến thành cái vai đó, cho nên là mọi người chấp nhận được. Còn một cái phần cuối nữa thôi, anh ước giá như Mạnh Đồng, thay vì em đi về cuối cái chân của chỗ Nam Em đứng và đứng xa xa vậy, thì em sẽ đi về phần đầu này. Và lần cuối cùng em hát trong những cái giây dứt đó thì em sẽ cúi xuống vuốt lên cái mái tóc người yêu của mình đã chết rồi á, mà nằm liệm luôn. Thì nó rất là tình cảm. Nhưng mà Đồng, nãy lời thoại là em tự bịa ra hả? Bịa ra luôn hả? Trời, anh khâm phục Đồng quá Đồng ơi. Một chào có tay cho Đồng ngay đó luôn. Đồng không giỏi đâu. Đồng á, là nói từ tiếng nói tới tim thấy uất ức quá. Ức vì sao là mình dàn dựng vậy rồi. Mà bà em này bà không có nói được bà anh kia. Cho nên tôi bực. Hồi nãy em còn lo lắng cái điều này nữa nè. Là Mạnh Đồng mới nói thôi để anh đi luôn. Cầm rượu lên. Bà này bà kéo không anh đừng có uống. Kéo mà bà lụt tụt cho anh đó. Có nghĩa là cũng còn rất khỏe đó chứ. Mà uống một ly ngay từ đầu xong hát hết nửa bài mới chết. Sao em với anh Tính mới ngồi tính ở phía dưới? Ồ, cái ông này ông uống rồi thì không biết là bao giờ mới chết đây. Mai chết, quá. Ông chết liền là không tin. Đúng, cho nên nửa bài hát sau ông mới chết. Minh Sụ em đứng vào gần em không dám đứng. Tính ơi, tự nhiên em yêu anh dễ sợ luôn á Tính. Em qua đây với anh. Không nhận em tươi sáng hẳn ra. Quý vị đâu anh? Nếu mà đã nói sẵn anh nói luôn. Em rất cuồng chương trình. Vì sao? Khi mà đóng một cái bục, ba người đều có thể dựa vô và ngồi. Riêng em dựa chứ không hề ngồi được. Không đặt được cái bờ mông lên trên đó đúng không? Thôi đừng ráng. Gậy đó. Ai kìa? Trời, anh Bảo Trí. Sáng giờ bán được không? Không biết bán được không mà còn nguyên thùng luôn. Em cũng vậy luôn à. Trời, kéo kéo đi. Kéo kéo đi bà con ơi. Mua giúp anh em tôi mấy cây kéo kéo đi. Trời bão, mây đen kéo tới là chết. Có người hỏi tôi tại sao thường nghe nhà tình, tại sao thường ca nhà sến. Trả lời gì đây trong tim đầy vơi nỗi niềm. Từ thuở con thơ nghe tiếng mẹ âu. Cha tôi ngày nay
nào gian khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tín nhạc, đây lòng mẹ bao la, kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phụ đang quét đường, này đôi duyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc dễ. Xin không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xem đây, xem nghĩa, xem tình, như bóng với hình yêu lầm mình. Tranh thủ, tranh thủ bác kẹo kẹo. Kéo kéo. Kéo kéo mua dùm em, kéo kéo. Kéo kéo kéo. Dạ, bác ngã có cần, ai cần mua kéo kéo. Dạ, giúp em à. Cảm, dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. À, anh Quang Lương. Rồi gan. Này ta gọi mua chuột. Kéo kéo kìa. Mua chuột. Này gọi là mua chuột. Kéo kéo đi. Không thể nào quên cha tôi ngày nào gian khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la, kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sẽ. Thôi khỏi. Hát gì hay khỏi. Quá anh hát hay quá. Nguyên thùng kẹo kéo còn nguyên. Cái này ta gọi ế. Mà ế mà lót thêm chữ nhẹ là ế nhẹ đó. Hát vậy cũng hát. Bây giờ muốn bán đắt hơn. Dĩ nhiên sao không muốn. Trời, cái nồi cơm của mình mà không bán đắt, chiều nay lấy cơm đồ ăn. Giờ sao? Nghe nè. Gì? Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Thôi, có lý, có lý, được à. Có lý đó. Tiếp không, tiếp không, tiếp không? Tự luôn. Tiếp luôn phải không? Tự luôn. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Cho tôi hùng vốn nha. Vô liền. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha mệt lắm, cầm đi. Cảm ơn nha. Cha dạ dấu yêu. Câu hát quê hương hay bài ca nhạc sơn đã thể hiện lên bản sắc quê mình. Bài ca giọng cổ ngọt ngào, thấm tình đượm nghĩa dạt vào hướng quê. Ai người xa xứ xa quê nghe bài nhạc sến lại nhớ về quê hương. Sến không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xên đây, xên nghĩa, xên tình, như bóng với hình yêu lầm mình ơi. Xên không tô điểm lúa là không khoe sắc
yêu lầm mình. Kẹo kéo bán đi, bán hết chưa? Rồi thôi bán rồi đi. Thôi khỏi bán nữa đi, ra đi đứng nè ông ngoại. Một tràng pháo tay thật lớn cho diễn viên Vũ Thanh và diễn viên Bảo Trí thưa quý vị. Dạ quả thật mà nói đây là một cái phần mà góp vốn hùng giọng, quá sức là hài hước dễ thương. Và bây giờ thì Hà Trinh xin mời diễn viên Vũ Thanh và diễn viên Bảo Trí, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận xét của ban giám khảo chương trình ạ. Dạ xin mời ca sĩ Quang Linh. Xin thú thực, Quang Linh nói một cách rất là thật lòng, không điêu ngoa, là Quang Linh rất là ngạc nhiên, đó chính là anh Thanh. Bởi vì cái này ngay chính những ca sĩ chuyên nghiệp mà hát dòng nhạc bolero chỉ giỏi lắm, chỉ đếm được trên ngón tay thôi, là có tiết tấu giỏi như anh luôn. Anh hát nhịp chắc và tiết tấu hay khủng khiếp. Bởi vì những người mà họ hát bolero á, thì họ hay bị kéo rề rà và nó bị chạy nhịp mà rất nhiều, hầu như đa số đến 90%. Mà anh hát nhịp nó chắc, nó nảy cái nhịp lên. Quang Linh nghĩ là ngay cả cái ban nhạc mà họ đang chơi, họ cũng cảm thấy họ hưng phấn khi mà anh hát. Làm hơi anh thì quá dài và tốt. Và cái cách anh hát giống như là anh chơi với âm nhạc, rất là thoải mái, rất là sảng khoái. Nó không phải cố gắng gò ép từ nốt thấp cho đến nốt cao, từ đoạn ngắn cho đến đoạn dài. Thực lòng là khâm phục anh Thanh vô cùng. Cảm ơn anh. Cảm ơn Quang Linh rất nhiều. Dạ riêng anh Chí thì anh lại đi theo cái sự diễn xuất trong khi hát nhiều hơn. Và đối với một người như anh mà có một cái giọng hát truyền cảm và cái cách hơi của anh như bây giờ, thì cái điều đó Quang Linh không biết là 50 năm nữa Quang Linh có làm được không. Cảm ơn hai anh rất là nhiều cho tiết mục của tôi. Cảm ơn. Dạ xin mời giám khảo Cẩm Ly, thấy chị ghi chép nhiều như thế Hà Trinh cũng tò mò. Em chào anh Thanh và anh Trí. Đối với em hôm nay hai anh chiêu đãi cũng hơi quá rồi đó. Em không biết vào trong là nó sẽ hoành tráng như thế nào đó. Em thích ở hai anh là mình hát ra cái tinh thần của bài hát, cái chất của nhạc trữ tình mình hát nó ra. Và đặc biệt khi mình đã là diễn viên rồi đó anh, và với lại mình có cái sự trải, cái từng trải nhiều, thì trong cái câu hát của mình á, trong từng cái nốt, từng chữ, từng lời á, là mình đã gửi gắm người ta nghe, người ta có thể cảm nhận được đó là cái hồn và cái tình cảm, cái sự trải đó, cái sự đời đó đó, thì mình nghe ra nó rất rất là sướng. Chúc mừng tiết mục của anh Thanh. Xin cảm ơn những lời khen. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam có đôi lời tâm tình nha. Anh có thích cái món ăn lạ lạ này không ạ? Anh chưa dám ăn vì là bận thưởng thức anh Trí với anh Thanh diễn. Còn anh Quang Linh á là hai anh vừa gửi cái là anh bóc ngay anh ăn luôn. Nhiệt tình lắm. Làm em nhớ tới quá. Em nhớ tới một cái câu của anh Hoài Linh á là ăn cơm chùa nghẹn gì đó anh. Ăn cơm chùa ngọng liệu mà nghe. Ăn cơm chùa ngọng liệu. Nãy nói có ngọng đâu. Thực sự là lúc hai anh vừa ra là em rất là thích luôn. Em thích các anh chọn những cái trang phục á, nó trang phục gì đâu mà nó chân phương mộc mạc dễ sợ, với hai tông màu là hồng lumino và xanh chuối. Mộc mạc quá hả? Đúng rồi. Mộc mạc quá sức luôn á. Cái này người ta gọi là màu nhu đúng không ạ? Màu nhu lắm. Rất là dễ thương. Và ngoài ra là lúc hai anh ca diễn thì em thấy là anh Thanh này nhún nhảy nhẹ nhẹ theo á, nhìn thấy nó đáng yêu gì đâu luôn. Đúng là hai anh kẹo kéo đáng yêu. Và thực sự là em ngồi ở đây với vai trò giám khảo, nhưng em cũng tiết lộ luôn, em cũng sẽ là những khán giả cũng như là đàn em sẽ xem thử hai anh làm gì để em góp nhặt thêm kinh nghiệm để em lấy vốn lận lưng đây nha. Cảm ơn hai anh. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn diễn viên Vũ Thanh, viên Bảo Trí với một phần trình diễn rất là đủ đã, đủ đầy và cũng đủ tình nữa. Cảm ơn và chúc anh thật nhiều sức khỏe cho những vòng thi sau nhé. Trúc. Cái gì vậy? Hôm nay là ngày cuối năm học rồi, tụi mình sắp phải xa nhau. Giỏi là không gấp vô đợi lại ba. Không gấp vô đợi vẫn ba, chơi ba. hả không gấp vô đợi dạ. Hả không có ý làm đó. Cái gì vậy, đứng ở ngoài đợi con đứng con nói chuyện với, mà con
Bồ hả? Bồ bồ. Không. Trời có thì nói đâu có sao đâu, bình thường thiệt. Không, má. Trời ơi, cho nói thiệt, ngày xưa ở cái thời đi học của ba là ba đi học được mấy cái chuyện này cũng bình thường, có cái gì đâu. Thiệt. Con tặng phượng cho nhau hả? Dạ, giao. Không có cái gì đâu mà giấu, chuyện này là chuyện bình thường. Bác nói con nghe nè. Bây giờ tụi con vậy chứ ngày xưa cái thời mà bác đi học, mỗi lần mà hè tới như vậy á là tất cả mọi người ở trong lớp của bác á ghi lại những cái kỷ niệm trong một cái cuốn lưu bút rồi cùng nhau đọc, vui lắm. Lâu lắm rồi chú mới có được cái cảm giác vậy. Mỗi lần mà phượng rơi á làm chú nhớ tới một người con gái. Lòng sao xuyên mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường con kia ôi mái đô tường rêu, nơi kỷ niệm êm ái. Đâu dư âm của tiếng nói ngày thơ, ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường, cùng đuổi bước hai hoa trên cuối đường, tiếng cười vạn tình. Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui gói trọn theo tuổi đời. Tình đẹp trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian nỡ vui chốn tuổi học trò. Người em gái bên thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau. Hoàng hôn rớt trên vai, bước chân đi lòng núi tiếng ai hoài. Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình ta chót chia phôi, ngày xanh chết trong tim, biết đâu mà tìm. Ba ba, cô này là ai vậy ba? Cái người mà hồi nãy bà nhắc cho con nghe đó. Ủa má ơi, vậy sao con? Cái bác này là... Bác là cái người mà má cũng thường hay kể cho con nghe đó Trúc. Mà ông dạo này khỏe không? Khỏe. Còn bà? Tôi khỏe. Nhưng mà giờ tôi trễ giờ rồi, bây giờ tôi phải đi làm nữa. Thôi về con Trúc, đi Trúc, con Trúc. Khoan đã. Trời mưa má ơi. Đi vô đây đứng đi, vô đây đứng đi. Đợi chút xíu nữa đi ha. Khi nào mà tạnh mưa đi lúc đó rồi mình về. Thôi Trúc, con chạy ra kia con mua cho má cái áo mưa đi con. Nhanh đi con. Dạ. Ê khoan đã. Hả? Để tôi đưa bà về. Ủa ông có áo mưa hả? Lúc nhỏ thì tôi luôn mang theo bên mình, nhưng lớn thì hết rồi. Trời, cái ông này. Hả? Thôi nhanh đi Trúc, con đi cái mua gì? Cho má cái áo mưa đi con. Lẹ hả, con trễ giờ Trúc, đi Trúc, rồi. Để tôi đi với Trúc nha. Ê, đi lẹ đi, nhanh lên. Hả? Đi đại đi, cười giả qua lộ hết con. Đi đi đi.
À, bà ơi, nhìn cái cơn mưa này, nhớ lại cơn mưa cách đây mười mấy năm về trước. Lúc đó sắp sửa xa bà, tôi mới nói là mùa hè năm nay sẽ là mùa hè buồn nhất và cũng là mùa hè mà tôi hạnh phúc nhất. Bởi vì tôi không còn được gặp bà nữa. Lúc đó bà mới nói với tôi là mỗi khi hè tới, hoa phượng nở, nhặt cánh phượng lên là tôi sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa ông. Mỗi năm đến hè lòng man man buồn. 90 ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi. Tạ từ là hết người ơi. Tiếng ve nước nở buồn hơn tiếng lòng. Biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu. Những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Giá biết bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi. Kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm cuối chiều. Muôn u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thắm như máu con tim. Mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Màu hoa phượng thắm như máu con tim. Mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu. Trang vỗ tay nữa cho ca sĩ Lý Thu Thảo và diễn viên Tuấn Dũng thưa quý vị. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, không biết anh có muốn chia sẻ đầu tiên không? Tiết mục vừa rồi, một cái câu chuyện thật sự là cũng không có phải là mới lạ hoặc là gọi là độc đáo. Tuy nhiên, cái điều thuyết phục tôi đó là cái nét diễn của hai diễn viên trợ diễn là hai bạn Duy Linh và Trúc Anh. Ban đầu đã mào đầu vào câu chuyện, sau đó ông bố vào. Ông bố là Tuấn Dũng thì cũng rất là xí soạn và dễ thương. Thật sự là anh rất là thích cái tính cách ông bố này. Ông bố bày chàng trai rất nhiều những cái tuyệt chiêu để mà tán gái. Đó, ông bố này rất là tuyệt vời. Và anh sẽ học hỏi em cái điều này. Dàn dựng sân khấu thì anh chỉ lưu ý một cái vấn đề, đó là chúng ta đang phân vai rất là cụ thể. Đó là vai cha mẹ và hai đứa con của mình. Đúng không? Thì cái phần phục trang là cái phần mà các em cần phải xem lại. Phục trang của Lý Thu Thảo hôm nay, một cái chiếc áo dài trắng có những cái bông hoa phượng rất là đẹp, nhưng nó chỉ phù hợp khi mà hai người hát với nhau trong một cái khung cảnh nào đó, chỉ có hai người mà thôi. Nhưng em đang đóng vai một bà mẹ đang đưa con đến trường, đúng không? Thì cái màu trắng này nó lại bị hòa nhập với cái đứa con gái của mình, không biết ai là mẹ, ai là con nữa. Bởi vì Thu Thảo cũng rất là xinh đẹp. Anh đang nghĩ là một bà mẹ này khoảng 30 mấy, 40 tuổi thì mới có đứa con mười mấy tuổi. Thì dĩ nhiên bà mẹ vẫn trẻ đẹp, nhưng mà trang phục mình nên chọn một chiếc áo dài, một cái tông màu nào đó, tông màu
của một bà mẹ đã có con rồi chứ không phải tà áo trắng như thế này, thì nó sẽ phân lớp nhân vật nó được rõ ràng hơn. Còn về phần Tuấn Dũng thì theo cái bố cục này thì hình như em là vai một ông bố, thì ông bố này cũng bôn ba và ổng cũng một cái cá tính là bụi bặm và tiếu táo, cũng vui vui và anh thấy rằng là mọi thứ ổn trừ đôi giày. Đôi giày đát màu trắng và anh cứ bị hút vào đó, hút vào chiếc áo trắng và hút vào đôi giày màu trắng. Và cậu con trai của em cũng mang một đôi giày đát trắng như vậy. Đó thì giá như nó là màu nâu hay màu đen gì đó thì anh sẽ tập trung vào nét diễn của em hơn. Thì chỉ có lưu ý về phần phục trang đạo cụ một chút xíu vậy thôi. Còn lại thì những cái phần tương tác lẫn nhau trong cái phần này thì anh thấy rất là dễ thương, cũng khá là bất ngờ với giọng ca của Tuấn Dũng luôn. Xem em diễn ở vai trò diễn viên là nhiều nhưng mà hôm nay hát thật sự thấy rất là làm phục em, sao nghệ sĩ đa tài quá. Còn Lý Thu Thảo xinh đẹp với hát hay thì anh cũng đã thấy em rất là nhiều rồi. Thì hôm nay gặp lại em và anh chúc là hai bạn sẽ có một cái khởi đầu suôn sẻ và những vòng sau mình sẽ tung chiêu dần dần và sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chắc anh biết là tiết mục có mưa nên là né đôi giày trắng để sợ dơ giày đó. Dạ. Chị Tư, giám khảo Cẩm Ly sẽ có chia sẻ gì cho đàn em ạ? Chị có hơi thắc mắc một tí xíu về cái lúc mà bắt đầu em chuyển cái trạng thái để mà em nhớ rồi em hát và Thảo xuất hiện. Cái chỗ đó theo bản thân chị cảm thấy nó hơi gắt và Thảo làm không ra, tại vì phải rõ ràng cái biểu hiện khi hai người gặp nhau. Tại vì em đâu có biết cái cô này là mẹ của cái bé gái đó đâu. Vì trang phục Thảo đúng cũng vậy nữa, ham đẹp quá, phải không? Ham đẹp là chết đấy. Ở đây thì Dũng, tại vì em là bên hài kịch và đúng là hôm nay tung chiêu quăng miếng nhiều lắm. Miếng thoại của em là rất là dễ thương luôn. Nhưng cẩn thận một lần nữa nha. Lúc đầu thì xưng bác với bé gái, một hồi lại xưng chú. Đó, cái đó là chị để ý, cái đó là ở vòng ngoài nhắc sơ sơ. Không, đó gọi là sự bất nhất giữa lần trước và lần sau. Những cái chi tiết đó có để mình khắc phục ở những cái vòng sau. Cảm ơn những nhận xét rất tinh tế của giám khảo Cẩm Ly. Không biết giám khảo Quang Linh có chia sẻ gì thêm cho các bạn không ạ? Lúc nãy anh Nam có nói là rất là bất ngờ về phần hát của Dũng. Nhưng anh xin lỗi, anh chưa thấy bất ngờ. Dũng, phần hát của em nó vẫn còn bị chênh lắm. Anh nghĩ là chắc là đây là số đầu tiên, các số sau em sẽ hoàn thiện hơn. Thảo có giọng hát anh thấy rất là thuyết phục. Cái âm giọng của em hay lắm. Em chỉ cần bắn ra một vài nốt là đã làm người ta sao xuyến ngay rồi. Em cố gắng càng ngày càng tốt hơn nữa để có vị trí thật cao hơn nữa trong cái nghề ca hát này nhé. Chỉ có một điều là em làm anh hơi bị không chú ý là chiếc áo của em. Em quay lại em nhìn đằng sau đi. Quá trời hoa phượng rồi, sẽ đâu cần thêm cái hoa phượng của em nữa nha. Với cái thứ hai nữa, không phải mặc dài thì sẽ là cao lên. Cho nên nếu như anh là em thì anh sẽ cắt ngắn cái tà áo của em bớt khoảng độ 2 phần. Thảo bị luộm thuộm. Và khi anh coi anh bị mất tập trung là anh cứ sợ em té. Em nghĩ là tại vì hôm nay Thảo nó mang lộn đôi giày thôi. Mang lộn giày hả? Dạ, mỗi lần là mang đôi giày 2 tấc. Dạ. Hôm qua là em mang đôi giày khác cao hơn nhưng mà em thấy là nó phù hợp hơn khi em đứng với anh Dũng thì em lại Dũng tại Dũng. Thế thì phải lên lai áo đúng rồi thì nữa. Như vậy là Dũng phải mượn đôi giày của anh Quang Linh. Trời. Nãy xong vào mượn giày anh, trời ơi. Mượn đôi giày của anh Quang Linh là vừa. Sợ em đi không được. Dạ. Xin cảm ơn những góp ý của ban giám khảo. Hy vọng là với những góp ý này chúng ta sẽ hợp tác uyển chuyển hơn. Và đặc biệt mình né cái màu trắng như hôm nay không có may mắn lắm. Từ cái đôi giày đến cái áo anh hình bóng phượng. Nên không sao. Không nghĩ một cái vấn đề là một nhóm mà mang trắng hết thì không nghĩ. Không phải vấn đề là mình không mang giày độn mà, chứ không phải là giày trắng em. Dạ không, em đâu có độn chị. Tức là mình không mang giày độn. Dạ. Đó. Chứ lần sau là mình mang giày bốt nha. Tại hôm qua nói là dù thay guốc em đã quê rồi giờ còn nhớ lại. Và thưa quý vị, đó là phần thể hiện của diễn viên Tuấn Dũng và ca sĩ Lý Thu Thảo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì một tiết mục trọn vẹn. Nó mệt quá à. Hay là mình chơi chỗ khác đi. Thôi được rồi, đi theo Lan. Bây giờ mình chơi chi chi chành chành đi. Sẽ tê ra Lan chỉ cho. Trời dơ quá à, chùi đi mới chơi được. Cái này á, không phải là dơ đâu. Mà cái này á, là chỉ tay của mình á. Chỉ tay chữ nhất này, mốt lớn lên là nổi tiếng lắm luôn á. Ủa vậy hả, vậy thôi sẽ tê ra mình chơi
chơi nha. Chi chi chành chành, trái chanh thổi lửa, con ngựa đất cường, ba dưa ngủ đế, bắp dế đi tìm, ù à ù ập, bắt tay lan đi mới đúng. Thầy biết chơi chưa? Biết rồi. Giờ mình chơi nha. Ok. Chi chi chành chành, trái chanh thổi lửa, con ngựa đất cường, ba dưa ngủ đế, bắt dế đi tìm, ù à ù ập. Bắt được rồi đó nha. Lan thua rồi. Long ơi, Long làm theo Lan nha. Tụi mình là bạn mãi mãi với nhau nha. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không được quên nhau nha. Long hứa rồi. Mình hứa, mình hứa. Lan ơi, trễ giờ rồi con ơi. Ủa, Lan đi đâu vậy? Ba mẹ Lan chuyển nhà lên thành phố để cho Lan đi học, mà Lan không có muốn đi. Thôi, Lan đừng có đi, Lan đây chơi với Long đi. Lan ơi, lẹ đi con, trễ giờ rồi. Dạ, để con chứ. Trễ giờ rồi. Không bao giờ được quên Lan nha, hứa nha. Dạ, Lan, con ra liền. Mẹ kêu mà con không nghe, dậy nhanh lên. Trễ xe nè. Lan rồm, mình hứa. Mình hứa mà. Người đi đi ngoài phố chiều tăm tăm bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mờ. Thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chiều bơ ngơ bơ vơ, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mờ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin xa từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin xa. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Yeah, vui. Vui thiệt không? Thiệt. Uống thuốc à? Không. Thôi giờ vậy, uống thuốc đi cho gặp bạn mới. Ok. Bạn mới nha. Thiệt, hứa. Hứa nha. Rồi. Uống thuốc đi chồng nha. Chi chi chành chành, trái chanh nổi lửa, con ngựa ức cương, qua vô ngủ dễ, bắt ghế tìm, ô qua ô ạp. Mấy bạn không chơi với mình vậy? Rồi, đi gặp bạn mới nha. Bạn mới. Bé bạn mới. Mới con khỉ, cũ móc xì. Dữ dễ sợ luôn á. Chào anh. Sao bác sĩ kêu em bằng anh, kêu bằng bằng bạn ơi. Cái mặt chỉ cài rồi đó, kêu bạn được luôn. Bạn ơi, cô tên Lan, cô năm nay 30 tuổi. Nãy giờ bạn chưa có trả lời bạn tên gì nè. Bạn nhiêu tuổi? Mình tên. Bạn tên Long, bị xe tông mất chỉ vô đây. Mấy bạn lanh quá à. Mấy bạn ăn cơm hớt hả? Mình tên Long.
30 tuổi. Bạn Long ăn cơm chưa? Dạ, em ăn rồi. Hả? Giỏi quá. Rồi. Bạn Long ăn cơm rồi, bây giờ mình uống thuốc ha. Thôi uống thuốc kìa, trời ơi, uống thuốc đâu. Thôi, uống thuốc. Uống thuốc đi. Uống thuốc đi mới mau hết bệnh nha. Thôi, đừng uống thuốc. Không uống thuốc đâu, mình chơi trò chơi đi. Mình chơi trò chơi xong, mình uống thuốc. Ê, mình chơi trò chi chi chành chành đi. À, cô giáo ngồi xuống đây đây. Thôi được em được chỉ rồi. Cô giáo chơi. Thôi được rồi, ngồi xuống chơi ha. À, cô giáo xè tay ra. À, chi chi chành chành cái chanh hỏi lựa, con ngựa chết chưa và dương ngủ để đặt dễ đi tìm. U a u up 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 đi. Up 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 up. Đúng rồi. À, cô giáo biết chơi chưa? Biết chơi rồi. À, cô giáo chơi đi. Ok, bây giờ mình chơi ha. Chi sao cô giáo không chơi? Sao cứ nhìn em hoài à? Bộ thấy người ta đẹp hay sao nhìn hoài? Chi chành chành trái chanh thổi lửa, con ngựa đứt cương, ba dương ngủ để bắt dế đi tìm. À, mình thắng rồi. Lan thắng thua rồi. Long ơi, bây giờ Long làm theo Lan nha. Long mở tay ra. Long ơi, mình làm bạn với nhau mãi mãi nha. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình cũng không được quên nhau nha. Long hứa đi. Mình hứa. Lan ơi, con đang làm gì đó xong chưa? Trễ giờ rồi con mình... ơi. Lan, sao mày đi hứa nghe vậy, nhanh lên. Trễ mình... xe mình... nè. Lan ơi, mình con mình hứa rồi. Để lên. Con ơi, mình hứa. Mình Lan ơi, mình tỉnh. Mình hứa. Lan! Bình tĩnh không? Long bình tĩnh. Đừng đụng vào tôi. Bình tĩnh. Đừng đụng vào tôi, buông ra đây, đừng đụng vào tôi. Đừng đụng vào tôi. Không ai làm gì đâu. Long đang cầm cái gì vậy? Long cầm gì vậy? Long, cái này ở đâu Long có? Này là của Lan tặng lúc nhỏ khi Lan lên Sài Gòn. Mình hứa là dù sao có gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ quên nhau. Nên mình hứa. Đúng rồi. Mình giữ. Long ơi. Long. Nhìn Lan nè. Lan nè. Long bình tĩnh chưa? Lan rộn nè Long. Thấy chưa? Nói rồi, làm gì làm, đừng có đụng vô sợi dây của nó. Đúng rồi, cái sợi dây đó của bà Tiên để lại cho bạn Long á. Ôi mà sao bác sĩ đụng được vợ? Hả? Hay là bà Tiên là bác sĩ? Bà Tiên xuất hiện rồi, hôm nay không uống thuốc. Yeah! Biết yêu thương ai, nên khi sang nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta chống là vai, nên khi yêu nhau thì yêu
cho trọn đời. Anh ơi, ta sống được bao. Một tràng hô tay thật lớn cho Thanh Lan và Triệu Long. Các bạn tạo ra một cái không gian ở trong bệnh viện tâm thần á, làm chúng ta cũng phải suy nghĩ. Anh đặt mình vào tâm trạng của nhân vật mà của Thanh Lan thì anh cũng cảm thấy rùng mình. Thì cái cấu tứ của cái câu chuyện, cái kịch bản này thì cũng đơn giản, dễ hiểu. Cái phần thời lượng của mình á, nó hơi bị dài và nó không có nhiều những cái kịch tính lên á. Các dancer đó, thì anh muốn là cái đoạn lúc mà 60 năm cuộc đời thì đừng nên vào tổ hợp nhảy cùng với nhau. Thì nó cũng sẽ ra cái tính chất là một bài nhảy của những người bị tâm thần. Còn lại thì anh thấy là tiết mục này cũng có những cái điểm thú vị về mặt kịch bản. Em thấy cái ý nghĩa của cái tiểu phẩm này nó rất hay anh ha. Đó là đừng bao giờ hứa với phụ nữ một điều gì hết. Tới lúc mà vô bệnh viện tâm thần rồi người ta còn không buông tha cho mình mà. Em thích cái cô ngồi trong góc dễ sợ, bà ngồi bà thiền. Đúng rồi. Bà không làm gì hết, bà ngồi bà thiền. Không làm gì hết, quá khỏe. Còn cái ông này mới mệt nè, ông ngồi nè, ông cứ... Xin được mời ý kiến của giám khảo Quang Linh ạ. Quang Linh chỉ xin được nói về phần hát thôi. Hai em hát thì dở thì nó không có dở, nhưng mà đã thì chưa. Nó chỉ đứng ở mức an toàn thôi. Xin cảm ơn đã lắng nghe. Xin mời chị Cẩm Ly. Giống như anh Linh nói, hát thì nó chỉ tròn trịa. Và phải có một lời rất là khen kích các bạn múa. Ngồi cả một khoảng thời gian mà không làm gì hết, chỉ để làm những cái trò này kia không là Ly cảm thấy cả một sự kiên nhẫn mà các bạn vẫn không buông vai không của mình buông. Nha. Nhiều khi đó là cá tính thiệt không sao. Tại vì có dặn là trước khi lên diễn là không có được uống thuốc hả chị? Vậy hả? Rất không, là khó. Cái đó mình nhìn vào thì mình mới thấy là một cái tiết mục dù cho kịch hay là ca sĩ mình diễn tiết mục như vậy nè, thực sự là phải khen rất nhiều, gọi là những cái râu ria bên ngoài của mình rất là nhiều. Cảm ơn Lan với Long. Sĩ Minh Vy ạ. Hôm nay là tụi em tiến bộ thêm một cái nữa. Cái phần diễn nhiều hơn, khó hơn một tí là về phần của Long. Long ngồi trên xe diễn tốt. Anh tưởng nhiều khi em điên thiệt chứ. Vậy là thành công rồi đó. Diễn mà tao tin. Cái nhà thương điên đó có hai người bạn ngồi dưới đây như này xong mời lên luôn. Hồi nãy thật sự em diễn mà em không dám nhìn Minh luôn. Sơ xì em nhìn Minh cái xì sao sơ xì không dám nhìn. Cái phần kịch bản gọn một tí nữa. Rồi, chúc mừng tiết mục hai bạn. Một tràng hoa tay sẽ được chúc mừng các anh chị. Quý vị cũng thấy là Minh Sù và Hữu Tín đang ngồi tại một cái không gian rất là nhẹ nhàng. Anh nhìn em anh thấy như sao? Anh nhìn em anh nhớ cha anh quá. Thôi đi. Trẻ trung sôi động vậy tự nhiên cái nhớ cha. Nhưng không biết là cái ý đồ của các cặp đôi của chúng ta như thế nào trong tiết mục này. Xin được giới thiệu cặp đôi đối kháng. Đầu tiên đó chính là Lê Trang và Thanh Vinh. Cặp đôi sẽ đối kháng cùng với Lê Trang và Thanh Vinh đó chính là Đông Dương và Như Huỳnh. Ây da, sáng nay mà nó nắng dữ vậy nè ta. Út ơi, Út, thằng đi đâu rồi kìa? Cha về sớm đi cha, chúc mừng sinh nhật cha. Ơi, sinh nhật cha hả? Dạ. Trời ơi. Nay nhân ngày sinh nhật cha, tặng cha một bài hát mà cha thích được cha. Hát đi con. Dạ. Ngài cũng trưởng thành, cha
con phú phàng, làm cha là kiếp cha rơi. Con dường như quên công cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nửa trong nguồn chảy ra. Cha, con đi đường xa con về con gặp cha xong con mệt quá con hát lạc tông luôn đó cha. Cha, cha khỏe không? Không thấy thưa cha gì hết trơn à. Dạ thưa cha con mới về. Con? Dạ. Sao vậy? Ở trển rồi xô chậu làm sao? Con ế xô lắm. Không phải, không phải. Ý con là ít xô. Không phải luôn. Con bận lắm. Nhưng mà con cố gắng chừa lịch hôm nay để con về sinh nhật cha đó cha. Vậy hả? Dạ. Kỳ này về thăm cha được lâu không? Dạ lâu lắm. Sáng mai con đi dạ. Rồi. Trời, cha khỏe không cha? Cha khỏe. Ngày hôm nay con về ở trước là con thăm cha. Sau đó con có chuyện này muốn nói với cha nè. Có chuyện gì mà bay rào đón vậy? Nói cha nghe. Dạ. Cha biết không? Con á là một diễn viên, một nghệ sĩ, làm nghề cũng lâu năm rồi đó. Cha tự hào về con đúng không? Nhưng mà toàn đồ giả trên người không à. Con muốn có một cái đồ thiệt. Con muốn xin cha một món đồ. Món gì? Nói cha nghe coi. Một sợi dây chuyền vàng được không cha? Không có nhiều đâu. Cha mua chừng 2 cây được rồi chứ đừng có mua nhiều. Chị Hai à. Chị quá đáng quá nha. Làm gì quá đáng? Cha làm nghề chèo đò từ xưa giờ kiếm từng đồng từng cắt à, lấy đâu ra mà mua sợi dây chuyền cho chị? Ủa mày làm gì sần cồ lên vậy hả? Cha thương tao, cha sẽ lấy tiền cho tao. Tao đâu có xin cái đồng lương ba cọc ba đồng thầy giáo của mày. Cha, cha không thương con hả? Cha để con làm cái nghề này thua súc với mọi người. Nghệ sĩ phải có sĩ diện chứ cha. Cha giúp con nghe cha, một sợi dây chuyền 2 cây thôi nha cha. Mẹ Hai. Dạ. Nghe cha nói nè, cha với thằng Út á làm chỉ kiếm cơm qua ngày thôi. Bây giờ con đòi sợi dây chuyền đâu ra mà cha mua? Cha nói vậy là sao? Cha có chịu mua sợi dây chuyền cho con không? Không có đâu con. Con hỏi cho một lần cuối, cha có mua sợi dây chuyền cho con không? Không có. Vậy mà cha nói cho thương tôi. Ngày mẹ tôi mất cha hứa với mẹ tôi sao? Cha nói là không bao giờ để con cái mình thua thiệt. Tôi làm cái nghề này cực khổ lắm cha biết không? Tôi xin có một sợi dây chuyền vàng mà cha cũng cho nữa. Được rồi, nếu như cha không mua sợi dây chuyền vàng cho tôi, mãi mãi không bao giờ tôi bước về cả nhà này nữa. Chị Hai, mẹ ơi, đi đâu vậy con? Thôi kệ chị Hai đi con. Cha, để đó cha tính. Ồ, con biết rồi đó. Chị Hai con lên trên thành phố đi làm nghệ sĩ mà để thua thiệt người ta thì tội nghiệp chị Hai lắm. Thôi giờ cha tính vậy nha. Cái số tiền cả đời cha dành dụm trong con heo đất đó, cha tính là một nửa để cho con lấy vợ, một nửa làm của hồi môn cho chị Hai. Nhưng mà hôm nay cha xin lỗi con nghe Út. Cho cha xin lỗi con nghe. Chú Hai. Trời ơi, bữa nay làm gì mà mặt mày tươi rói vậy ta? Mua được sợi dây chuyền cho con gái, vui quá. Trời ơi, sợi chuyền bự dữ. Con nghe nói là chỉ lên Sài Gòn chỉ làm nghệ sĩ hả? Đúng rồi, con gái tôi làm nghệ sĩ đó. Trời ơi, hai đứa con đứa làm nghệ sĩ đó là thầy giáo là vô mánh rồi nghe. Trời ơi, chứ này là chuẩn bị về làm diễn nghỉ hưu được rồi nè. Đâu coi. Ôi, sự chuyện vàng đẹp quá. Chú Hai, nói chú Hai nghe. Hai, làm ơn trả lại cho tôi của con gái tôi mà. Ông ơi, ông ơi, cha, ông cha, đừng có chào ông cha, cha, cha đừng có nữa cha, để con đưa đi cha, con cứu cho cha. Kêu chị Hai về.
bao dung như trời, rộng như biển đông. Lúc con còn âu thơ dại khờ, nào biết đâu cha buồn. Lúc con đã lớn khôn thành người, nào biết cha cô đơn. Đời không gặp phong ba, nào thấu được tình cha. Trong căn nhà ấm êm, như đã từng thầm mơ cánh chuông chuông vàng. Cha cố lên cha, con ráng lên cha ơi. Cha ơi, cha ơi, bé Hai mới gọi điện cho con là con quay lại chị liền đó cha. Cha ơi, cha đừng làm con sợ mà cha ơi. Cha ơi, có sợi dây chị mà cha cũng để cho người ta lấy mất. Cha, đừng nói nữa cha ơi. Cha, cha, đừng nói nữa cha ơi. Lỗi tại con không biết quan tâm cha, con ích kỷ. Là con, lỗi tại con nên cha mới vậy. Con xin lỗi cha ơi. Giờ con biết bên cha mới tìm được niềm an. Con về bên cha để lòng được quên giấc mơ. Giấc mơ đời gấm quá phương người, giờ đã xa xa rồi. Giấc mơ tìm cánh chuông chuông vàng, đời đã đau ta tơi. Xin một tràng hỗ tay thật lớn nữa cho tiết mục đến từ cặp đôi Lê Trang và Thanh Vinh. Một tràng hỗ tay xin được cảm ơn diễn viên Chánh Thuận. Một tiết mục rất là xúc động. Chỉ có điều là Lê Trang hôm nay là một cái đêm mà phần hát ngay từ đầu ra thì đã bị trượt mất rồi. Tuy nhiên em xử lý rất là nhanh. Tôi nghĩ cũng do một phần là cái tác phẩm của Vũ Đức Sao Biển này, bài rất là khó. Còn Vinh thì Vinh vẫn giữ được phong độ rất là tốt. Em hát rất là chắc, càng ngày càng tiến bộ hơn. Tôi chỉ biết nói ngắn gọn về tiết mục này như vậy thôi. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn anh. Chị Tư Cẩm Ly sao ạ? Xin mời chị. Đối với Ly thì lúc nào cái tiết mục của Trang với Vinh á, lúc nào nó cũng đưa đẩy người ta vào cái cảm xúc. Nó có cái đường dẫn, cái đường truyện của mình khi mà nó vào cái bài hát á, nó tạo cảm xúc mình ở những câu đầu tiên liền. Ở đây thì Ly thích cái chỗ mà đoạn đầu
cái kịch tính ở chỗ mà ông cha mà bị đâm á, có sự hỗ trợ của ban nhạc, một cái dằn trống, những cái nó làm đẩy mình lên cao trào rất là mạnh. Và bên ra là bắt đầu nhạc nó đệm vào cái câu, cái nó nhẹ lại, tức là một cái kịch tính cao trào lên cái nó đệm nhẹ vào, mình cảm thấy là lúc nó sao xuyến liền đúng cái câu đầu tiên. Rồi đặc biệt thêm là hai bạn hát cũng tương đối là tốt. Vinh thì càng ngày là cái nốt trầm của em quá đẹp, còn Trang thì mình bị tí xíu, nhưng mà phải công nhận đây là gọi là một cái tài của nghệ sĩ khi ứng biến trên sân khấu rất là nhanh. Không, cái này hôm qua đó là xong cái đoạn đó ngưng, ban nhạc mới rải một cái key khác để hát. Bà này bà vội quá, lúc nào cũng vậy. Cái phần đầu bước vào chuẩn bị nhập cuộc á, đầy lo lắng, nhất là đứng ở trong cánh gà nó không có nghe rõ cái nhạc nữa, đúng không? Không, em không nghe được, cho nên là em tự nhẩm lại chết rồi. Cái này ngày em đang đứng ngày ngày cái đầu ngưng, cái em biết sao em vô đại luôn, làm thấy hố quá rồi. Cái bạn em cứu em, cái thôi em cho hát luôn, em không biết gì luôn. Bạn em cũng đi chơi một đoạn đó. Đúng rồi, bà lấy tông chứ anh. Ngài 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 Vinh xù rồi, cái bên chắc bà lộn ngài. Vinh, cái đoạn cuối lúc mà em ôm ba đó, mình ăn gian đi, có thể là em cái mic em có thể em chuyển qua tay này, thì tay này em cũng có thể ôm cái đầu của cha, em có thể xa đây, thì em cầm như vậy rồi em phải, cái nó khó cho em hát. Và vô hình chung là em che luôn mặt của ông cha, không thấy được ổng sẽ đau đớn như thế nào. Cái đó là một cái mình không có kinh nghiệm, thì mình ăn gian lúc đó, đó gọi là ứng, mình phải linh động, gọi là em linh động. Em sợ cái mic nó đi qua trước cái mặt á. Còn không thì anh Thoại luôn. Cha ơi, nhấc cái đầu lên cho con đổi qua cái chân rồi vô hát. Trời ơi, dễ sợ. Không phải là cái đoạn hát, mà ngay cái đoạn cha, thay vì ôm thôi cha bị thì phải đỡ cha hai tay, thì tay bận cầm mic rồi nên đỡ bằng tay à. Cái tự nhiên thấy nó không thật phải không? À, không thật. Không thật. Đang diễn. Nó cũng hơi khó cho cái việc dàn dựng, mà làm sao để cho vừa thoại được mà vừa hát được. Thôi không sao, em nghĩ là cũng không có trừ điểm nhiều đúng không anh? Không, không, về đây, cái đây này. Là... Trong cái tiết mục vừa rồi, thực sự là có một cái chi tiết gợi lại trong tôi rất nhiều những cái kỷ niệm cũng như những cái cảm xúc. Đó là cái hình ảnh chú heo đất. Nó tượng trưng cho một cái gì đó rất là chắc chiêu trong cuộc sống. Góp nhặt những cái ước mơ nhỏ từ những cái đồng tiền nhỏ để trở thành những cái đồng tiền lớn hơn. Và chính cái chi tiết đó, khi mà cái tiếng vỡ của cái con heo đất vỡ ra và cái sợi dây chuyền đó, tôi thấy được cái niềm hạnh phúc của người cha. Sau đó trở về sau thì tôi đã thấy là cái mạch của cái câu chuyện thực sự là suôn sẻ và dẫn nhập người xem và khán giả đến những cái cung bậc tình cảm. Tôi thích cái giọng hát của Lê Trang, đặc biệt là những cái đoạn về sau á, giấc mơ, đi tìm giấc mơ, những cái câu mà lên rất là bén và sắc và kéo dài ra ngân nga trong đó là tôi có cảm giác là cái nỗi đau mà nó xé lòng á, có một cái điều gì đó rất là quý trong cái giọng hát vừa khàn nhưng mà bén này và rất là rền nữa. Chúc mừng tiết mục. Xin được cảm ơn anh. Và cuối cùng xin được mời nhạc sĩ Minh Vi ạ. Về phần hát, cái bài vừa rồi là kia pha thứ. Vinh, anh khen em hát nốt trầm cho nè, rõ, rõ lời. Để em bù là em cứu cái phần sai tông đầu của bạn diễn á. Cảm ơn tiết mục hai bạn. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Minh Sù thì lại khá là ấn tượng cái khúc mà người cha đập cái ống heo giống như nhà ảo thuật gia. Đúng rồi, đập cái bẹp móc ra cái cọng dây chuyền mà đúng hai cây luôn nha quý vị. Hai cây chẳng nè, bây giờ tính là 2 3 đúng 1 2. Wow, đâu dây chuyền đâu anh, móc ra dây chuyền, còn bên đây là tờ giấy của tiệm vàng, 2 cây. Các bạn, quý vị và các bạn thân mến, đó chính là cặp đôi rất là dễ thương ngày hôm nay, nhưng cũng rất là cảm động trong bài hát của mình. Cúc cu chim rừng ca trong gió. Trời ơi, công nhận sáng sớm mà bước vô cái chàm chim, nghe tiếng mấy con chim nó hót, rồi hít thở cái bầu không khí trong lành, trời nó đã cái gì đâu. Có thích khách, được rồi. Chim đang bay trong rừng thì ta lấy súng bắn chim, súng không có đạn, súng không có đạn thì ta vươn ná bắn chim. À, bay qua bên đây phải không? À, con đại bàng. Ê, 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 ê. Tự nhiên ông đi vô chàm chim tao, ông lấy ná ông bắn, ông nhìn tôi ra con đại bàng, ông bắn tôi luôn vậy? Tôi bắn chim để tôi ăn á, tôi thích chim ru ti lắm. Mày ăn phải không? Tôi nướng bằng là bếp than đàng hoàng. Đừng nướng bằng xong xuôi đàng hoàng rồi. Trong khi thời gian mình đang nướng, tôi mới giả cái chén muối ớt.
muối ớt anh phải cho chút chanh nữa, chứ nếu không có chanh nó không có chua chua nó nghe ăn đúng không rồi đã. Đúng rồi, có chanh chua chua mặn mặn chấm vô nè, chua chua mặn mặn nè. Tôi với anh hợp với nhau vậy hả? Được rồi, bây giờ anh đứng đây nha. Tôi bắn thiệt anh là một viên là hai ba con hả? Giỡn mặt với tôi hả? Nãy giờ tôi giỡn với anh thôi, anh tưởng là tôi thiệt hả? Ông sao con người ông không có ý thức vậy đó? Ông biết đây là cái khu vực bảo tồn không? Những động vật quý hiếm ha không? Em là ông dồn bắn chim ông phá hoại cái hệ sinh thái môi trường của người ta. Rồi tôi còn biết. Đòi ăn nữa hả? Tôi chưa phạt ông là mai lắm à. Tôi biết rồi anh ơi, chứ không phải là tôi không biết. Lại đây tôi nói anh nghe. Thấy trầm chim với là nó yên lắng quá, không có ai hết á. Rồi tôi thử coi coi ở khu vực này có ai bảo vệ không. Ai nhà có anh. Tính thử hả? À thử thôi à. Thử gặp thứ dữ à. À bây giờ tôi nói thật với anh là tôi muốn trở về đây là tôi thăm lại cái quê hương của tôi. Đồng Tháp này có một kỷ niệm rất lớn lao ở một địa danh được mang tên là Nha Mân. Anh muốn về Nha Mân phải không? Đúng rồi. Theo tôi. Đi anh. Đi 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 nhanh lên. Theo tôi. Đẹp quá anh ơi. Đó nhìn thấy không? Nha Mân giờ thay đổi rồi anh thấy không? Đẹp không? Quá đẹp. Cái phong cảnh càng ngày càng đẹp và càng hữu tình anh. Rồi tới rồi. Bày câu đẹp quá. Sông nước quê em sáng lớn chưa rồng, cây lúa trên đồng mà rười đầy bông. Thương từng giọt mồ hôi, thương mùa nước nổi vẫn không xa rời. Phù sa núi lớn tình quê mấy đời. Em gái Nha Mân ước muôn đôi lần, đang tuổi xuân tày có được tình nhân. Bao giờ mình thành đôi cho đời biến đổi, nắng mưa vẫn cười gọi tên xa đẹp tình em Tháp Mười. Hòa nhớ nhau về cao lắm tìm mối duyên thề thắm đường tình quê. Cao lắm ơi tia cay trong chờ lập dò thương nhớ. Về đây nghe khúc dân ca thôi, người xa xứ nhớ thương quê nhà. Anh nói yêu em mấy núi cùng treo, mấy sông cùng lội, mấy đèo anh cùng qua. Thương hồng ngư thật xa, sông đo mấy ngả, giang em mỉm cười chờ nhau đám cưới tình em Tháp Mười. Sao về đây thấy lạ khác ha? Công nhận lâu lắm rồi anh. Biết bao nhiêu năm tôi mới về tôi thấy lại cái Nha Mân này. Vậy? Tôi cảm giác tôi nó quyến luyến với Nha Mân sao anh? Đây là cái hình nộm nè để mà đuổi chim. Đuổi chim. Sợ chim nó phá lúa đó mà. Anh ơi, công nhận nghe. Hả? Dân của mình càng ngày càng tăng tiến ghê á. Là sao? Hình nộm y như thiệt luôn á. Trời ơi. Ý, có vẽ chân mày nữa. Đúng rồi. Chẳng những vẽ chân mày ha. Cử động được luôn. Cử động được luôn. À. Trời ơi, đâu thử coi. Thấy không? Ghê chưa? Hết hồn chưa? Bây giờ anh nói thiệt đi. Hả? Hai cô này là phải hai cô gái Nha Mân không? Sông nước quê em sáng lên chưa rồng, cây lúa trên đồng mát rười đầy bóng.
thương từng giọt mồ hôi, thương mùa nước nổi vẫn không xa rời, phù sa núi lớn từng quê mấy đời. Em gái nhà măng ước muốn đôi lần, đang tuổi xuân tỷ có được tình nhân. Bao giờ mình thành đôi cho đời biến đổi, nắng mưa vẫn cười gọi tên xa đẹp tình em tháp mười. Họ nhớ nhau về cao lắm tìm mối duyên thề thầm đường tình. Sông cũng lòng mày đều anh thương hoa, thương hồng như thật xa sông đò mấy ngã, dáng em mỉm cười chờ nhau đám cưới tình em tháp mười, chờ nhau đám cưới. Nói anh nghe nè. Sao tự nhiên bây giờ tôi thích ở Đồng Tháp luôn quá anh? Không, tôi về đây ra để tôi thu hoạch lúa với mấy cô đây. Hoạch lúa tới 6 tháng mới thu hoạch lần á. 6 năm cũng được. Ở 6 năm luôn? Ừ. Nếu ở lâu anh phải chịu khó anh cất cái nhà. Trời ơi, 6 cô tôi cất 6 căn luôn. Đủ vậy hả? Ngon à. Xin chào nghệ sĩ Bảo Trí và nghệ sĩ Vũ Thanh à. Dạ, chúng ta lại thấy nụ cười rất là dễ thương hồn hậu của hai anh ở trên sân khấu. Về nhạc dân ca quê hương thì chắc là phải thỉnh giáo anh Quang Linh đôi điều về tiết mục này ạ. Quang Linh thấy cái tiết mục vừa rồi hơi bị dàn trải quá, nó gọn lại tí thì nó sẽ hay hơn. Còn về cái phần hát thì xin nhấn là các anh vẫn giữ được. Tuy nhiên Quang Linh thích cái phần hát của anh ở tập trước hơn là tập này. Mà ngay từ những tập trước thì thấy cái tài năng của hai anh rất là lớn. Mỗi tuần mong gặp hai anh để chờ đón những cái hay hơn nữa. Chứ còn nói dở thì nó không có dở, nhưng mà nó chưa đã thôi. Vậy bây giờ muốn đã hơn mình làm sao? Ở đây có đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh có góp ý gì cho nghệ sĩ Bảo Trí và anh Vũ Thanh không ạ? Cái thời lượng của chúng ta đó, phân bổ tính toán trong cái tiết mục vừa rồi á, nó có phần chưa hợp lý. Cái cảnh ở Tràm Chim nó bị dài, trong đó thì cũng không có nhiều những cái mảng miếng. Chứ còn nếu mà chêm vào chỉ khoảng 2 hoặc là 3 cái nhẹ nhẹ gì đó là dưới này cũng đã nghiêng ngả và cảm thấy cuốn hút rồi. Và sau khi sang cái cảnh ở thứ hai, Nam cũng mong chờ là các ảnh sẽ tìm được người xưa, cái cô gái đó là ai và một cái nhân vật đó cũng sẽ rất là thú vị. Thì không có cái người đó, mà gặp 6 cô và gan hứa là mua nhà cho 6 cô luôn nha. Cảm ơn ban giám khảo đã cho những ý kiến rất là thú vị. Lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Mẹ, hôm nay con có nấu cơm cho mẹ đó. Hôm nay ngày gì mà con trai của mẹ nấu cơm cho mẹ ăn? Mẹ, con định lên thành phố để làm việc với mẹ. Nhà mình chỉ có mỗi con. Bây giờ con đi rồi á, thì mẹ sao ạ Nguyên? Sống làm sao ở quê nghèo này hả mẹ? Bao thanh niên á,
nó cũng đi làm hết rồi. Chỉ có ở thành phố á mới có tương lai thôi mẹ nha. Nhưng mà một mình con nó đất khách quê người, nhỡ đâu con gặp khó khăn bệnh đâu, rồi ai lo cho con hả Nguyên? Mẹ nói mẹ thương con á, mà sao mẹ không nghĩ đến tương lai con hả mẹ? Thôi, ngồi ăn cơm với mẹ đi. Mấy cái trái na sau vườn mình đã chín rồi. Đợi mẹ xíu, mẹ ra mẹ hái rồi mẹ con mình ăn cơm luôn. Dạ. Nguyên ơi, Nguyên ơi, chờ con mòn mỏi, chờ con mòn mỏi sớm khuya lâu rồi, sớm khuya lâu rồi chờ con ơi, mẹ chờ con, mẹ chờ con. Mẹ ơi, nhà cửa trống quơ trống quắt vậy ta? Chiều về rồi đó hả? Chú Bảy, nãy giờ con về, con đâu có thấy mẹ con ở đâu đâu chú Bảy à. Thì tao cũng đâu có thấy. Chú Bảy nói vậy là sao chú Bảy? Sao mà thấy được, vì bà đâu có hiện hữu ở trên cõi đời này nữa. Bà chết rồi. Chú nói thiệt hả chú? Bà thương mày biết là bao nhiêu, gom góp tiền bạc, dây người này mượn người kia để cho mày lên Sài Gòn, mày làm ăn, rồi đi bao nhiêu năm trời, mày có về nhà mày thăm bả ngày nào không? Bả nhớ mày, bả viết thư, bả muốn gửi lên bả thăm hỏi mày, rồi bả nhận lại được cái gì? Mày không trả lời thư của bả, mày tệ lắm. Còn mày không tin tao á, thì mày cứ bước vô trong nhà mày coi kìa. Chị Hai ơi, thằng Nguyên nó về rồi đó chị. Và từng ngày mẹ mong, lớn không đâu rồi mà sao không nhớ quê. Có ai quay về cho
thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Bao năm mẹ vất vả lo cho con từng miếng cơm manh áo, con chưa báo hiếu cho mẹ ngày nào. Bây giờ con về mẹ. Con thôi. Rồi ngày con trở về đây, mùa kia xanh cỏ, mùa kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi, mẹ chờ con, mẹ còn ơn Hoàng Nguyên và Yên Nhiên. Hữu Tính có công nhận là cái bài hát Nỗi buồn mẹ tôi của anh Minh Vi sáng tác đã buồn thấu ruột rồi, mà cái kết của tiểu phẩm này làm cho người ta cũng không cầm được nước mắt nữa. Với nhạc sĩ Minh Vi là cha đẻ của ca khúc này, cũng như chị Cẩm Ly là người đã hát ca khúc này rất nhiều lần và lay động bao nhiêu trái tim, thì không biết là chị Cẩm Ly cùng với anh Minh Vi sẽ góp ý gì cho bạn ? Chị thích là cái bài này, cái kịch bản xuyên suốt trong hai cái bài hát, cho nên nó sẽ tạo cảm xúc cho cái người nghe nhiều hơn. Chị thấy cái sự tiến bộ của Nhiên và Nguyên. Tụi em là thường thường là đứng một chỗ hát, mà hôm nay tụi em diễn như vậy, cả một sự nỗ lực, chị ghi nhận cái điều đó. Chỉ có điều là Nhiên lúc đầu á, em diễn chưa có ra thần thái của một cái bà mẹ lớn tuổi như thế, và em không nói chuyện, không nhìn con. Còn Nguyên, chị thấy một cái đoạn mà em chưa diễn ra một đoạn, đó là khi ông Bảy, ông báo tin mẹ mình đã mất. Cái đó là một cái cú sốc rất là lớn, nhưng em rất là bình thản. Càng về sau, tụi em nhập tâm vào, cho nên càng về khúc cuối tụi em diễn tốt. Chính vì cái nhập tâm như thế cho nên Nguyên bị lạc giọng ở cái đoạn cuối. Chị hiểu được là do em quá xúc động. Nhìn chung hôm nay chị ghi nhận cái sự nỗ lực và sự tiến bộ của hai đứa. Và chị rất là mong rằng với cái đà này thì cứ cố gắng mình sửa mỗi ngày mình diễn sẽ tốt hơn. Cái hình ảnh mà tôi thích nhất, dùng từ thích nhất là bà mẹ bị đơn côi và rất cô độc ở một cái miền quê, và mỗi một buổi chiều là mẹ chỉ ra và nói chuyện với con chim ở trên cành thôi. Cái nỗi đau họ dễ sợ lắm, từng cái động tác của người mẹ này cũng phải chậm, nhưng đâu đó Nguyên có cố gắng để làm. Hai bạn này vẫn có xung đột nha. Khi tập những cái mà tình cảm đó, em ngồi xuống em ôm mẹ, tụi em không làm, không ra, tụi em không thử, và tụi em nói thôi cứ để ngày mai diễn xuất tao, anh nói làm đi. Làm thì sẽ có được, sẽ thấy cái vụng về như thế nào. Đây là cái rút kinh nghiệm nha. Mình phải thử, mình làm đó. Ngay cả mẹ mất làm sao, khóc làm sao, thiệt làm sao. Đâu có biết được cảm xúc. Thì nay cảm xúc nó đông đầy, nó ào 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 tới, thì làm mình không có kìm được cảm xúc mình lại. Còn hôm nay là một tiết mục khá tốt, hoàn chỉnh. Anh chúc mừng tiết mục diễn xuất đầu tiên của hai đứa trong nghề hát của hai em. Cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi. Dạ, hãy dành một tràng pháo tay cho Hoàng Nguyên và Yên Nhiên cùng những nỗ lực của họ trong tiết mục này. Và xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi với ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi ạ.
khói cay mắt đỏ, bếp lửa liêu riêu quá tay cánh nghèo, nhà dột cột xiêu còn tôi với tôi. Thương chàng Lý Cầu Hai, đang kêu tích tịch tình ta, đang ai nức nở tiếng kêu ta đàn thái quán. Người ơi buồn thiếu nỗi nhớ, ai người tình xa. Cô trời ơi, giật mình à, dặn bao nhiêu lần rồi, xuất hiện thì trước mặt tôi đi, toàn là canh phía sau rồi xuất hiện không à. Hên là bữa nay ban ngày nghe, mấy bữa trước hả ban đêm cái răng bay bay tưởng ma không hết hồn. Cô à, em ra đây em nói với cô là à, kiếm được người làm mới rồi thì cho người ta vô làm đi. Không có, mà cô em nói này nè, cái ông mới vô nè, ổng phi thường lắm cô. Em mới dắt ông vô nhà bếp chỉ có mấy câu à, mà ngóc ngách trong cái nhà này ổng biết hết luôn á. Trời ơi, sao cậu vẫn ăn trộm vô nhà hả? Đi đâu có đâu, chứ cậu nói biết ngốc ngách hết trơn kìa. Ý con nói á là ổng giỏi á, ổng lanh lẹ, nói cái là ổng biết liền hả? Nghe tôi nói nè, người ta lanh lẹ hay không á thì chuyện của người ta, đừng có soi mói. Ta lanh á thì đỡ cho mình chỉ việc, đúng không? Bây giờ á, làm gì làm, lúc nào cũng phải dặn á, người trên kẻ dưới, người mới kẻ cũ, không có được tự tiện di chuyển đồ đạc trong cái nhà này, nghe chưa? Không có sự cho phép của tôi á, mà làm điều đó là tôi giận lắm á. Dạ nghe biết chưa? Rồi có nhiều đứa dặn hoài luôn á. Đừng có nói xấu người khác, tôi nghe hết á. Trời, nói vậy cũng nghe nữa hả trời? Nghe chứ. Trời ơi, bỏ xuống, cầm lên, bỏ xuống. Ê, bỏ xuống đi. Trời ơi, ông ơi là ông làm như vậy là chết tôi luôn rồi đó, biết chưa? Cô chủ cũng đã dặn rồi, không có ai được tự tiện mà di dời đồ đạc trong cái nhà này mà không có sự cho phép của cổ. Cô chủ chết luôn á, tái mái tay chân à. Mà sao không chịu xuống dưới nhà bếp bằng công chuyện đi, mon men lên đây làm gì? Đi, để tôi la hoài rồi cô nói tôi nói nhiều nữa, khổ ghê luôn á. Cậu hai, sen này cậu hai. Cô làm rồi, tôi với cậu hai nào cả. Làm sao mà sen lầm được, ông bà cô mang sen từ nhỏ về, tuy là thân phận người ở nhưng được ông bà xem như con cái trong nhà, cùng cậu lớn lên thì tự hỏi lầm là làm sao á cậu hai. Tôi xấu hổ, tôi hối hận lắm, bởi vì chạy theo chữ tình mà tôi đã đánh mất đi những người thân của mình. Ngày cha mẹ mất tôi cũng không về để tang được cho cha mẹ, tôi đúng là một đứa con bất hiếu mà. Thử hỏi tôi còn mặt mũi nào để nhìn nữa ai nữa sen. Vậy thì cậu về nhà này làm gì nữa? Sự gì hôm nay tôi quay về đây là tôi chỉ muốn làm một thân phận người ở trong căn nhà này, để hàng ngày lo nhang khói cho cha mẹ và mong chuộc lại lỗi lầm xưa mình đã gây ra. Tôi không mong gì hơn nữa. Sen hiểu chứ. Cậu hai ơi, ông bà không có giận cậu hai đâu. Ngày ông bà mất á, cứ dặn đi dặn lại với Sen phải ở đây chăm coi ngôi nhà này để chờ ngày cậu hai về đó cậu hai ơi. Và hơn 10 năm qua Sen vẫn ở đây chờ đợi cậu hai. Ngày cậu hai bỏ đi theo người ta đau lắm, lòng Sen như ai xé ai cào. Sen thương cậu hai nhiều lắm, cậu hai có biết không vậy? Nhưng mà bây giờ cậu hai về đây rồi, Sen còn có cơ hội không cậu hai? Hả? Sen à, tôi hiểu tâm tình của Sen mà, nhưng tôi không quên người ta được. Tình ta
cảnh nghèo, nhà vốn cũng xiêu, còn tôi với tôi ôm mối tương tư. Bao năm qua ai đã đi xa, mình ơn lặng lẽ mùa qua đổi, tôi vẫn chờ ai sẽ về thăm. Dòng sông năm canh, nắng mưa cũng đành, tiều tùy vì ai. Còn tôi với tôi, tương chàng lý cầu ai. Đàn kêu tích tịch tình ta, đàn ai nức nở tiếng kêu tơ lòng. Cũng đàn ai quán người ơi, buồn thiếu nỗi nhớ. Ai chào đi, đứng đó làm gì nữa à? Vậy thôi hả cậu hai? Thôi em ghét cậu hai rồi, chào em bỏ đi luôn. Một tràng pháo tay được không ạ? Chúc mừng cho tiết mục cuối cùng ngày hôm nay, đó chính là cặp đôi Lê Trang và Thanh Vinh. Còn bây giờ xin mời ý kiến của ban giám khảo. Xin mời ý kiến của anh Hoàng Nhật Nam ạ. Anh thì anh chỉ có một cái ý kiến nhỏ thôi, dành cho Lê Trang đó. Anh rất là thích cái chất giọng của em á, đó là nó có độ rên, độ khàn nhẹ nhẹ, đậm đặc cảm xúc trong đó. Giá như là em sẽ tập luyện thêm để cái hơi của mình không phải lúc nào nó cũng sẽ đạt được cái hiệu quả về phần nghe. Đôi khi có những đoạn mình nhỏ nhẹ, tự nhiên có những đoạn cao trào thì lúc đó đạt được cái cảnh giới đó thì em sẽ rất là lợi hại trong cái giọng hát của mình. Tiết mục này thì cũng không có gì cầu kỳ về mặt dàn dựng đâu, nhưng mà nó đi vào chiều sâu nhiều hơn. Thì đây cũng là một cái hướng, một cái chiến lược của các đội cần hướng tới. Phải khi nào cũng thật đông đúc hoặc là thật là hoành tráng. Đôi khi chúng ta sẽ tập trung vào những cái yếu tố về chiều sâu và những yếu tố về giọng hát và cảm xúc, thì nó vẫn có thể đem đến những thành công cho tiết mục. Chúc mừng hai em. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Xin mời anh Quang Linh ạ. Đây là một tiết mục rất là gây thích thú cho tôi, bởi vì cách mà các bạn dẫn vào chuyện và cái câu chuyện này nó rất ăn với cái bài hát. Trang hát giọng Trang vẫn tốt, nhưng mà Trang có những cái luyến của Trang vẫn còn bị cứng. Đúng là em phải nghe thật là kỹ, bởi vì cái dân ca nó hay là ở những cái luyến, chỉ vì những cái luyến thôi. Còn lại thì giọng em nó vẫn rất là tình cảm, nó cái cảm xúc nó dạt dào ghê lắm. Trang phải cố gắng tập nhiều hơn. Vinh thì Vinh hát rất là chắc, cảm xúc đầy đặn. Chỉ có cái là Vinh để ý nhá, cái lúc mà Vinh đứng ở đây thoại nè, thì anh thấy em thoại hơi bị nhanh, thì cách đấy mà em nói nó chậm rãi thì nó sẽ tạo cảm xúc sâu hơn. Đó là tất cả những gì mà ý kiến tôi có gửi đến hai em. Cảm ơn. Xin cảm ơn anh Quang Linh. Và bây giờ xin mời chị Cẩm Ly ạ. Ở đây em ghi cái câu mà tao nói y như Linh nói vậy. Trang hát những nốt luyến chưa tới, có nghĩa là những cái nốt luyến em chưa tới, mình nghe nó sẽ gọi dùng từ là lờ lợ, em hiểu không? Giống như em nghe người ta tưởng em hát phô, nhưng mà thật sự là tại vì em luyến nó chưa hết, cái chữ nó chưa tròn thì nó sẽ không sắc nét được cái nốt mà mình cần muốn hát. Vinh thì chị không khen nữa, em là hát ngọt ngào. Để anh Linh anh đã khen em rất là ngọt ngào rồi, nhưng mà em cũng phải cẩn thận thêm cái phần thoại. Nhưng mà chị thấy em đã tiến bộ rồi đó. Nhưng mình cũng phải, khi mình thoại nó tùy theo cái tâm trạng và cái cảm xúc của từng câu thì người ta sẽ thuyết phục hơn nhiều. Cái cung bậc khi mình nói trầm bổng nó khác nhau, chỉ có như thế thôi. Còn tất cả thì ok, tốt.
đêm nằm lại nhớ mình ơi, mình ơi nhớ thương mình nhiều, đêm nằm lòng nghe thao thức không biết giờ này mình ngủ chưa. Bao đời ruộng nắng cằn khô, mình ơn sớm khuya nuôi mẹ già. Em nào một câu than thở, thương lắm chỉ có mình thôi. Mình ơi, sao rồi, chết chưa? Chết rồi. Mấy người đi đi, mấy người đi đi, tôi không có cần mấy người không hướng gì hết á. Để cho vợ tôi yên đi. Ta nói cho biết nha, ta không phải là không mướn bình thường ngang. Dạ ông lại. Trợ lý. Dạ. Con này là con gì? Thần 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 thần. Con điên. Ôi da, trời ơi, con ong biết con đau quá gì đó không? Khoa học đã chứng minh con này là con ong. Còn cái này là cái gì? Thần 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 thần. À, cái bụng. Nó là cái bụng. Con ong để trên cái bụng, người ta gọi là ong bụt. Thần 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 thần. Ông bụt. Nếu ông nói ông là ong bụt á, ông làm cho vợ con sống lại đi. Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Muốn cho vợ ngươi sống dậy, điều đầu tiên phải làm cho cô ấy chết. Dạ. Chúng nó chết. Sau đó ngươi hãy nhỏ 1, 2, 3 giọt máu vào miệng của vợ ngươi, tức thì cô ấy sẽ... Chị ơi, mình vô trong chơi cúp bê đi chị. Chị ông ơi, vậy, vậy là bây giờ con cho vợ con 3 giọt máu không? Trời ơi, mất vệ sinh quá. Hơi nhiều. Cầm đi. Cứ làm đi, vợ ngươi sẽ sống lại. Ta đi đây. Mướn mấy đứa kia mà lúc nào tao cũng phải dọn đạo cụ. Nhớ thử nha. Sống lại thiệt không ông? Thiệt, thử đi mà, trời ơi. Mình ơi, Mình ơi, Mình đến lớp mình, Mình sống lại rồi mình. Mình ơi, em còn sống hả mình? Mình sống. Hãy subscribe.
Em cảm ơn mình nhiều lắm. Mình đừng xa nhau nữa nha. Không bao giờ, không bao giờ mà em xa mình đâu. Em thề với đất trời, em thề với đất trời chứng giám, trọn đời này em chung thủy chỉ yêu của mình thôi. Nếu như em phản bội lời thề á, cho trời đất trừng phạt em đi. Con xin thề với đất trời, nếu mà con thay lòng đổi dạ, phụ tình vợ con, cho trời phạt nặng con đi. Anh ơi, em thương mình nhiều lắm. Anh cũng thương mình nữa. Mình cũng khỏe lại nhiều rồi. Anh đi làm vài hôm để lo cho gia đình. Mình ở nhà giữ gìn sức khỏe. Đi về sớm với em, để nhà em đợi nha mình. Anh nhớ rồi. Nữa. Được chưa? Anh đi nha. Mình ở nhà chờ anh nha. Mình về sớm nha. Ừ. Em. Làm cái gì mà ba ngày nay mới tới để thăm người ta vậy? Anh sợ chồng em. Sợ? Ông mà sợ ai chứ? Anh thương em. Em nói với anh là để cho em suy nghĩ 3 ngày em nói chuyện với chồng em, cho nên anh mới để cho em suy nghĩ. 3 ngày nay em cũng có suy nghĩ, nhưng mà em sợ. Trong làng này biết bao nhiêu cô gái đẹp hơn em, lại người ta độc thân nữa, mà ông không thèm chọn, ông chọn em, làm sao em tin được? Em không đẹp như những cô gái khác, nhưng có cái em lạ lắm. Duyên nữa. Hơn nữa tướng của em người ta gọi là dị tướng à, quý mệnh nữa. Anh đi coi phong thủy rồi. Em sao? Về với anh em sẽ giúp cho anh giàu sang hơn, bát vàng vô nhiều hơn nữa. Tướng của em là tướng mệnh phụ mà, đúng không? Chứ đâu có ở cái nơi nghèo hèn như vậy được. Em sống quen với cảnh nhà tranh vách lá. Còn ông á hả? Ông nói không hà. Người đâu? Đây, thấy chưa? Còn nữa. Nè, rồi. Đó, thấy chưa? Chịu không? Em sao? Em sao nè? Em sao nè? Em chịu. Mấy đứa, chuẩn bị đưa nàng về dinh. Lên đây, lên đây, lên đây. Mình, mình đi đâu với mình? Cái gì? Sao mình bỏ tôi? Để em nói chuyện với ảnh. Để em nói chuyện với ảnh cho. Đi về đi. Còn những lời hẹn xưa? Tôi không có yêu ông nữa. Lời hẹn gì tôi quên hết rồi. Ông đi về đi. Để cho tôi sống hạnh phúc. Tôi không muốn sống trong cảnh nghèo khổ nữa. Coi như tụi mình có duyên không nợ. Người bỏ ta đi xa dòng sông bên nước con đò, quên tiếng hẹn hò, quên con đò qua bên ngày xưa. Người vội qua sông khi tình tôi trao hết cho người, thương cho cánh cò đang thâm nồng bây giờ lìa đôi. Con đò chờ bên sông. Mình ơi, Mình ơi, dừng lại. Nói nhiều đủ chưa? Hả? Nhanh nè. Mấy người, nhanh ra. Ông ơi. Em về với ông thôi mà. Em về với ông. Ông hứa với em là không có đánh ảnh. Để em nói chuyện với ảnh mà. Anh đi về đi. Tôi đã nói tôi không có thương anh nữa. Anh còn muốn cái gì? Giữa tôi với anh chẳng có nợ nần gì hết trơn á. Tôi sống nghèo quá, tôi mệt lắm. Tôi chịu không có nổi. Em quên rồi sao? Em còn nợ anh 3 giọt máu mà. Tôi sòng phẳng lắm. Tôi sẽ trả anh 3 giọt máu. Tưởng chuyện gì? Hả? Trả nó đi.
Đường Bình ơi, Bình, ba giọt máu của ông nè. Đừng mà Bình. Bình ơi, cứu em. Trời ơi, cái gì vậy? Có ma, chạy. Bình ơi, tình ta có duyên không nợ. Tình ta có nợ chẳng duyên. Dù có qua sông thì cũng xin quay lại. Sao ai vô tình xem như mình. Mình ơi, chưa hề quen nhau. Mình ơi, xin mời sự góp mặt của các diễn viên ở trên sân khấu để chúng tôi có thể gửi lời cảm ơn đầy đủ tới mọi người ạ. Vâng, xin được cảm ơn phần hỗ trợ của Minh Tú, Minh Hiền và nhóm Cascader Team X. Xin được cảm ơn diễn viên Lê Trang, xin được cảm ơn Huỳnh Thanh Vinh và đặc biệt là anh Tiết Duy Hòa và Cường Mập rất nhiều ạ. Bây giờ mình ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe nè. Anh Minh Vi, anh sáng tác ra cái sự tích con mũi này, tại sao lại nhắm tới Lê Trang và anh Thanh Vinh? Ban đêm đó, lúc đi làm đây về nè, về cái đứng ngoài hiên á, có mũi đập, trời, mũi bự quá, nó chắc hợp với anh Trang. Không, nhưng mà thực ra là Trang có về, Trang với Vinh về suy nghĩ á, cái tuyến, còn mình sẽ chuốt cái tuyến thôi và cái bài hát vào hợp. Nửa cái tác phẩm này anh Đức Huy, anh hoàn toàn anh không tin. Anh nói tôi đang đợi một câu, tôi chỉ cần một câu thôi, và cuối cùng cái câu đó đã giải quyết cho anh và anh đã tin. Cái câu mà ông Bá Hộ ông nói đó, em về với anh đi, em không phải đẹp nhưng mà em lạ. Dị tướng, dị tướng, phải sanh quý tử. Chứ thật ra ngoài đời mà để vậy bỏ chồng bỏ hộ hơi khó. Đúng. Tôi thì tôi nghĩ là cái chương trình hôm nay này phải có lời cảnh báo của ban tổ chức là những ai yếu bóng vía thì không nên xem. Tại vì nãy giờ 3-4 tiết mục toàn là ma như là chết thì sống lại rồi nửa chết nửa sống. Đúng không ạ? Và nếu mà tôi là một người chồng mà có một người vợ mà tôi cứu sống mà như thế mà đi thế thì tôi vỗ tay cảm ơn em đi sớm rồi. Tiễn nhau mà em ở lại chắc em làm khổ tôi suốt đời. Vậy là có nghĩa là sau khi mà kết thúc cái này đúng đâu, Bụt cũng phải hiện ra lại. Ông mới nói con thấy chưa, ở đời đâu phải ai cũng nên cứu đâu, con nhớ phải lựa người mà cho ba giọt máu cho chính đáng, nghe chưa? Máu con máu thường, vô bên kia mở trong máu nó không có hòa tan đâu. Chúc mừng Lê Trang và Huỳnh Thanh Vinh.